thần cấp ở rể. chương 461, phải thay đổi rồi. Diệp vô phong cuối cùng cũng không ngăn được cử chỉ ôn nhu của Lâm Thư Âm, đành phải nói ra sự thật. Đương nhiên, khi anh nói tới việc chiến đấu với bác Thoái Vương, căn bản không nói chi tiết, chỉ là mơ hồ nhắc qua. Cho dù là như thế, Lâm Thư Âm nghe được cũng lo lắng không thôi, bác Thoái Vương kia là tuyệt đỉnh cao thủ. Anh tại sao lại còn đi thách thức một người như vậy? Sau này cho dù có là vì em đi nữa, cũng phải sống thật tốt, đừng quá mạo hiểm, đáp ứng em, được không?" Diệp Vô Phong vuốt ve lưng cô, ôn tồn nhìn cô nói, "Thư Âm, anh muốn cho em một cuộc sống như mong muốn." Lâm Thư Âm nói, "Nếu anh còn đem tính mạng mình ra mạo hiểm để đổi lấy sự nghiệp lớn, em cũng không muốn." Diệp Vô Phong xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của cô, "Có một số việc, một khi đã bắt đầu thì sẽ không có cách nào dừng lại được." Lâm Thư Âm dựa vào người anh, "Được rồi, nhưng anh phải hứa với em." tự mình phải cẩn thận hơn. Anh đồng ý, Diệp vô phong cảm nhận được sự ôn nhu của Lâm Thư Âm, tâm hồn vô cùng ấm áp. Bác Thoái Vương đã thất bại, tin tức này giống như đôi cánh dài, lan truyền khắp Phụng Thiên, thậm chí lan ra cả tỉnh Liêu Đông. Tin tức trong giang hồ truyền bá quả thật rất nhanh. Audio điện tử võ tấn bền Những nhân vật lớn của thành phố, bao gồm các thế lực giang hồ ở thành phố Phụng Thiên, sau khi biết được tin này, lập tức có cái nhìn khác đối với âu dương lôi âu dương lôi nếu như không phải ỉ vào bác thoái vương nâng đỡ ai sẽ phục hắn chứ đúng vậy người như âu dương lôi mất đi bác thoái vương chẳng khác nào mất đi trụ cột bác thoái vương bị diệp vô phong đánh bại người đứng đầu của tỉnh liêu đông sau này khẳng định chính là diệp vô phong đã như vậy chúng ta cần phải đi thăm hỏi vị chủ mới này một chút mới phải đúng vậy Nhân vật lợi hại như vậy so với Bác Thoái Vương còn lợi hại hơn, đương nhiên phải đi thăm hỏi một chút. Vì vậy, bất tri bất giác, toàn bộ thế giới ngầm của tỉnh Liêu Đông, có rất nhiều nhân vật lớn của thành phố, bí mật đi đến Phụng Thiên, bắt đầu mở ra một cuộc hành động. Hàn Kỳ bắt đầu cảm thấy đau đầu, mỗi ngày đều có rất nhiều người như vậy, trước đến để thăm hỏi, sau đó cung kính chờ ở bên ngoài, Hàn Kỳ phái bảo an canh gác ở mọi nơi. Đều đi rồi, tránh xa nơi này ra một chút cản trở giao thông có hiểu không? Muốn gặp Diệp tổng của chúng tôi cũng không thể chặn đường như vậy a. À. Đi đi đi, đi nhanh. Ơ, ờ, sao anh lại đến đây? Nhanh đi đi, Diệp tổng chúng tôi ai cũng không gặp, nhanh chóng đi xa đây một chút, cản trở nhân viên công ty Hoa Cường chúng tôi ra vào, Diệp tổng sẽ tức giận. Nếu thật sự chọc Diệp tổng tức giận, ai cũng không gánh nổi. Những nhân vật lớn bị đuổi đi cùng thuộc hạ của họ, đành phải đi xa tìm chỗ đậu xe. Sau khi đậu xe, lại tiếp tục vây quanh, chờ Diệp Vô Phong chịu gặp. Thế nhưng, Diệp Vô Phong vẫn không lộ diện. Thật ra Diệp Vô Phong đương nhiên lộ mặt rồi, nhìn thấy nhiều người như vậy, nhất thời buồn bã không biết làm như thế nào. Vì vậy, anh ra lệnh cho nhân viên bảo an đem xe của những người này và thuộc hạ của họ, toàn bộ cách xa tòa trụ sở chính Hoa Cường 500m, nếu không, việc này sẽ rất rắc rối. Đồng thời, Diệp Vô Phong gọi điện báo cho Dương Trấn Hoa để anh ta tới xử lý tình hình này một chút, đừng để nhiều người như vậy, vây quanh cửa chính của trụ sở Hoa Cường, đây quả thật là chặn cửa. Dương Trấn Hoa bị Bắc Thoái Vương làm cho thất bại thảm hại, sau khi tin tức của Phụng Thiên tung ra, cũng rất phấn khích, thật quá tốt rồi. Diệp Tiên sinh quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên có thể chiến thắng Bắc Thoái Vương Đàm Thuận. Trương Long nói thầy, Bắc Thoái Vương Đàm Thuận, ở toàn bộ tỉnh Liêu Đông chúng ta, có thể nói là vô địch. Diệp Tiên Sinh có thể làm cho hắn thua thảm hại như vậy, quả thực quá lợi hại. Trương Hổ nói, ban đầu thầy quyết định hợp tác cùng Hoa Cường, hai chúng ta còn cảm thấy thầy đầu óc có vấn đề. Bây giờ xem ra não của hai chúng ta mới có vấn đề. Ha ha ha. Dương Trấn Hoa chậm rãi nói, tuy rằng thầy được xưng là thiết thoái vương, thế nhưng, cùng bác thoái vương đàm thuận, căn bản không thể sánh bằng. Nếu như không phải bác thoái vương đàm thuận luôn chèn ép chúng ta, thì chúng ta đã sớm cùng Âu Dương lôi trực tiếp đối đầu rồi hai anh em trương long nhất thời múa máy lau tay thầy vậy chúng ta có nên lập tức đối đầu với âu dương lôi không dương trấn hoa lắc đầu việc này cần phải thương lượng với diệp tiên sinh bây giờ thiên hạ phụng thiên đã nằm trong tay cậu ấy trương long trương hổ hai người các con nhớ kỹ cho thầy sau này bất kể là chuyện gì đều phải xem ý tứ của diệp tiên sinh như thế nào hai anh em trương long cùng nhau gật đầu vâng thưa thầy trương hổ nói rõ ràng diệp tiên sinh không có ở phụng thiên Tương lai thầy nhất định sẽ trở thành người đại diện phát ngôn của Diệp tiên sinh. Dương Trấn Hoa mặc một bộ trang phục của thời nhà Đường, đứng dậy và nói, "Đi, đừng nói nhảm nữa, chúng ta bây giờ cần phải giải quyết một vấn đề lớn cho Diệp tiên sinh. Đem những người này đưa tới đây." Trương Long nói, "Thầy, tại sao lại đưa họ tới đây?" Dương Trấn Hoa nói, "Chúng ta chính là người của Diệp tiên sinh. Cho nên, bọn họ muốn tặng quà cũng tốt, đưa thiệp cũng được." chúng ta đều thay Diệp Tiên Sinh thu nhận là được. Trương Long tự mình lái xe, chở Dương Trấn Hoa và Trương Hổ, phía sau còn có một chiếc xe vệ sĩ chuyên dụng, hướng về phía tòa nhà trụ sở chính của công ty Hoa Cường. Cách đó 5.600 mét, liền nhìn thấy giao thông trên đường gần như bị tắc nghẽn. Xe cộ, nhân viên giải rác trên đường phố, nhộn nhịp, tiếng nói inh ỏi, tốc độ ô tô có thể so sánh với ốc sen. Dương Trấn Hoa bất đắc dĩ, đành phải phải xuống xe đi bộ. Wow, Thiết Thoái Dương, anh ta cũng đến đây cầu lợi ư? Sếp Dương, ngài đây là đến làm gì a? À? Sếp Dương, anh và Diệp Tiên Sinh có quen biết sao? Cho chúng tôi vào thăm một chút được không? Sếp Dương, còn nhớ tôi không? Sếp Dương. Dương Trấn Hoa quả thực không ứng phó nổi, không có biện pháp, lớn tiếng quát, toàn bộ câm miệng hết cho tôi. Nghe tôi nói đây. Thiết Thoái Dương tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chung quanh nhất thời yên tĩnh lại dương trấn hoa đi tới chỗ đài cao đứng lên đó mọi người rất tự nhiên vây thành vòng tròn nhưng từng người vẫn lo lắng vạn phần có vẻ rất gấp gáp dương trấn hoa nói các vị mọi người đều đến từ phụng thiên muốn gặp diệp tiên sinh phải không tôi cho mọi người một con đường tốt quá rồi xếp dương ngài nói nhanh lên đi mọi người đều đợi đó phải đó xếp dương chỉ cần ngài có thể cho chúng tôi gặp diệp tiên sinh tôi sẽ cho ngài ba tỷ tôi cho bốn tỷ tôi cho 5 tỷ. Hai anh em Trương Long nghe được sự tình này, cảm thấy con tim như sắp nổ tung rồi. Diệp vô phong ở Phụng Thiên, đã giống như sự tồn tại của một vị thần. Dương Trấn Hoa giơ đôi tay cao lên, dùng sức đè xuống, xin hãy yên lặng. Các vị giang hồ ở đây, xin hãy nghe tôi nói. Mọi người nghị luận, lần thứ hai dừng lại, tất cả đều nhìn về phía Dương Trấn Hoa. Dương Trấn Hoa nói, những ai muốn gặp Diệp tiên sinh, Trước tiên hãy đăng ký với tôi. Tôi cũng không ngại nói với mọi người, tôi là người của Diệp Tiên Sinh. Hả, đăng ký à, được rồi, xếp hàng, nhanh chóng xếp hàng. Những người giang hồ này, muốn họ tuân thủ kỷ luật vốn là việc khó khăn. Nhưng Dương Trấn Hoa nói anh ta là người của Diệp Vô Phong, những người này bán tín bán nghi, âm thanh nói chuyện cũng giảm xuống mấy phần. Vốn đều là giang hồ hào kiệt không kiêng nể gì, hiện giờ lại biến thành cừu nhỏ xếp hàng hai anh em Trương Long, tổ chức mấy vệ sĩ bắt đầu hiện trường đăng ký cho những người này, tên, địa chỉ, điện thoại, quà tặng, phạm vi thế lực, vân vân. Có người hận không thể đem tất cả người nhà ra đăng ký, sợ Diệp Vô Phong không nhìn thấy lý lịch của bản thân. chương 462, ký đến nhũn tay. Ông nội sao mà rời đi rồi. Vào lúc sáng sớm Âu Dương Lôi mới nhận được điện thoại của bác Thoái Vương Đàm Thuật, chỉ nói một câu tôi đi rồi. Sau đó trực tiếp gác máy, lúc gọi lại, thì đã tắt máy rồi. Đến sau này, mới có thuộc hạ gọi điện đến, Diệp Vô Phong đã chiến thắng Bác Thoái Vương. Âu Dương lôi nghe như vậy, liền xứng người cả nửa ngày, một câu cũng không nói. Bác Thoái Vương thất bại, thì đồng nghĩa với việc Giang Hồ thuộc về Âu Dương Lôi, sắp kết thúc. Tuy nhiên còn có đội ngũ của con trai Âu Dương Tất Tùng ở đó, nhưng mà, cái gọi là thất thủ như núi, một khi trên Giang Hồ đã nhận định thất bại của Âu Dương Lôi, trào lưu này không có cách nào cản trở nhất là diệp vô phong là một chàng trai dũng mãnh như vậy càng khiến cho âu dương lôi khó mà vùng lên bố ông đàm thật sự đi như thế này âu dương tất tùng vẫn có một chút không cam tâm âu dương ra chúng ta đối xử với ông ta ân nắng như núi ông ta làm sao có thể rời đi chứ cả một lời cũng không nói lẽ nào ông ta không cần giải thích sao âu dương lôi tức giận hét lên câm mồm không được phép bàn luận sau lưng ông đàm của con Âu Dương Tất Tùng vẫn không chịu phục, ông ấy ở Âu Dương gia chúng ta, có thể nói là đã hưởng vinh hoa phú quý, nhấc chân rời đi như vậy. Đây cũng là quá không trọng nghĩa rồi. Âu Dương lôi đập bàn, con hiểu cái gì? Ông vì sự đi lên của Âu Dương gia, đã có những đóng góp to lớn, có thể nói, toàn bộ Âu Dương gia, hơn một nửa đều nên là thuộc về ông ấy. Bao gồm cả sự trưởng thành của con, cũng là từ ông ấy đã chỉ bảo võ công của con, lẽ nào con không biết à? Làm người sao có thể vong ân bội nghĩa chứ? Tất Tùng, sau hôm nay bố không muốn con lại bàn luận sau lưng ông Đàm nữa. Âu Dương Tất Tùng nhếch mép, "Được rồi, bố, lần này ông ấy đi, thế lực của chúng ta đã yếu đi rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Âu Dương lôi thở dài vô cùng thê lương, "Ông bị thương nặng, rốt cuộc ông ấy đi đâu vậy?" Bố rất lo lắng cho ông ấy. Âu Dương lôi bố ở Liêu Đông cũng huy hoàng mấy chục năm rồi, bước màn buông xuống, không biết làm sao. Tất Tùng, hay là con đưa một số anh em của con, anh chóng rời khỏi Liêu Đông đến nước em đi. Vậy làm sao mà được? Âu Dương Tất Tùng chừng mắt, bố, con sẽ ở đây với bố. Kẻ thù mà con phải đối mặt, ngoại trừ Diệp Vô Phong và Hồ Quý, còn có một vài kẻ đã tạo phản đến nhân sĩ Giang Hồ bên cạnh Diệp Vô Phong. Dưới tình hình như vậy, con với tư cách là con trai của bố, làm sao có thể rời đi? Dù có phải diệt Phong, bố con chúng ta nhất định phải sống chết có nhau. Này, trong những năm qua, bố đã thu thập không ít thư pháp cổ và tranh cổ, tình thế thay đổi, nhận ra thì đã quá muộn, bây giờ cũng muốn tìm cách chuyển nó đi. Âu Dương lôi thở dài. Âu Dương tất tùng nói, bố, bố muốn chuyển nó đi, con sẽ cử người hộ tống xe đảm bảo an toàn. Được, việc này cứ để Khương Tam lãng sắp xếp giải quyết đi. Tất tùng. Con tập trung sức lực để bảo vệ đại viện của Âu Dương ra chúng ta đi. Âu Dương lôi vẻ mặt ủ rũ, dường như trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Giám đốc tiết, cô bận như vậy, làm sao mà đến được? Dương Trấn Hoa đang bận ở bên này đăng ký, Bạch Nhạn Phi đi cùng mấy nhân viên đến. Bạch Nhạn Phi mỉm cười, tôi đến xem tình hình, giám đốc Dương, ở đấy rất náo nhiệt. Cần tôi giúp không? Dương Trấn Hoa nói, trời ơi, quá nhiều người rồi, giám đốc tiết à, không cần giúp đâu. Có điều, có vài anh em ở xa, đã chuẩn bị món quà lớn, cần phải tự cô đón nhận đó. Món quà lớn, quà lớn gì, nó có lớn không?" Bạch Nhạn Phi mỉm cười nói. Cô ấy và Lâm Thư Âm được biết Diệp Vô Phong trong trận đấu tối qua, sau khi đã đạt được chiến tích to lớn, mới thật sự hiểu được hậu quả của những thay đổi trên thế giới. Sức mạnh của chiến tranh thế giới thứ nhất, mà lại như sĩ. Cú lớn tỉnh, nếu như mất đi cáo thủ Dương Chấn Tử thì có nghĩa là sự sụp đổ quyền lực. Đây chính là giang hồ Dương Chấn Hoa cười lớn, lớn à, ừ, nên rất lớn, ha ha, là như này, ở thành phố phía đông của tỉnh Liêu Đông, có một số địa ốc cần phát triển, các nhà phát triển đã đã mua đất, nhưng họ cần đối tác để cùng nhau phát triển, trong tình huống này, tổng cộng có 3 người. Há, Bạch Nhạn Phi hai mắt sáng lên, đây là làm ăn dâng đến tận cửa à, món quà này thực sự đủ, lớn, để tôi cùng bọn họ đàm phán đi. Trương Long, anh hãy dẫn giám đốc tiếp qua đó. Dương Chấn Hoa ra lệch, Trương Long vội vã dẫn Bạch Nhạn Phi đi tìm người cùng phát triển. Hào Kiệt Giang Hồ xung quanh nhìn thấy tình huống này, không khỏi thở dài một hơi. Mấy người bọn họ thật là đặc biệt. Món quà này thực sự so với tặng xe sang biệt thự còn tốt hơn nhiều. Bà ơi, ma hồn, sói mắt xanh, không phải cô cũng có khu dân cư cao cấp cần phát triển à? Thật tốt khi cùng Diệp Đồng hợp tác. Nhưng tôi không mang tài liệu đến đây. Ngốc, bây giờ internet phát triển như vậy. Tài liệu chuyển qua cho tôi là được. Đúng đó, để đó, ở đây tôi có món quà lớn, tôi cần đăng ký một phần quà lớn. Trương Hổ vội vàng chào hỏi, "Được rồi, đến đi, tôi phụ trách đăng ký ở đây." Kết quả, cùng với Trào Lưu này, cuối cùng có mười mấy phát triển địa ốc bị Trương Hổ đăng ký và nhanh chóng liên hệ với Bạch Nhạn Phi, đích thân Bạch Nhạn Phi thương lượng trên thương trường này. Mà Bạch Nhạn Phi lại phát hiện, đối phương đều đang gấp rút đem tài liệu liên quan trên đất sau đó bất luận Bạch Nhạn Phi ra điều kiện gì, toàn bộ đều vẫy tay hào khí ký tên. Một số còn thái quá hơn, lại yêu cầu công ty Hoa Cường đầu tư vào công nghệ và trực tiếp trao 40% cổ phần. Đây là nơi đến hợp tác, căn bản đến là để đưa tiền. Với sự trợ giúp của nhân viên, chỉ cần Bạch Nhạn Phi ký tên đã cảm thấy đau nhức cổ tay, cuối cùng ký xong sắp tài liệu dày đặc, Bạch Nhạn Phi gần như đều mất sức rồi. Cô lắc lắc cổ tay, tôi không xong rồi gọi lâm thư âm qua nhà ký tên tôi không làm nữa hai anh em trương long gần như mông chạm đất mọi người vội vàng đưa tiền thế này vị bà cô này còn kinh kiệu cái này gọi là gì nên nói bạch nhạn phi không phải đếm tiền bị chuột rút mà ký xong hợp đồng bị chuột rút nhân viên bên cạnh cô ấy lấy điện thoại di động ra lúc đang định gọi điện thoại bạch nhạn phi vội vàng ngăn lại anh gọi điện thật à giám đốc lâm cũng bận mà thôi bỏ đi mọi người cứ tiếp tục bạch nhạn phi cũng thuộc kiểu người thích làm hơn một chút trong công việc vì vậy lúc cô ấy hợp tác với lâm thư âm cả hai đều thấy được sự nỗ lực của đối phương âm thầm sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn chuyện đam mỹ bận rộn hai tiếng đồng hồ bạch nhạn phi không nhịn được nữa chờ chút tôi uống cốc nước tay đau quá cô tùy tiện ra lệnh cho nhân viên bên cạnh thống kê một chút tôi bận nửa ngày nay rồi tổng thành thích là bao nhiêu báo cáo giám đốc tiết Tổng cộng cô đã ký là 15 hợp đồng, và tổng giá trị các hợp đồng là 6 tỷ nhân dân tệ, còn muốn nhiều hơn chút. Vậy chúng ta có bao nhiêu lợi nhuận? Bạch Nhạn Phi rất hay hoạt động chỉ tay của mình, không thể không hỏi. Báo cáo giám đốc tiết, dựa theo lợi nhuận bình thường, tính toán là 10%, ít nhất phải 600 triệu, nhưng... Hả, Bạch Nhạn Phi trừng mắt nhìn nhân viên trẻ, nghi ngờ. Nhưng bây giờ, tất cả những người ký hợp đồng cùng chúng ta, đều là để kiếm lời, cho nên, thực tế lợi nhuận của chúng ta nên có khoảng 20%, tức là khoảng 1,2 tỷ. chương 463, lòng giả dối bời. Cái gì, Bạch Nhạn Phi lập tức trợn tròn mắt, đám người này thật đúng là muốn gây sự. Thế mà gửi tới 720 triệu đô. Giám đốc Bạch, việc này nên cẩn thận. Bạch Nhạn Phi quay trở lại ghế, lắc đầu cảm thán, trời ạ, à, hóa ra kiếm tiền dễ dàng như vậy. Sớm biết thế tôi cũng không cần học quản trị kinh doanh, trực tiếp học tập võ thuật không phải xong rồi sao? Thật ra thì cô muốn nói là, Diệp vô phong thắng một trận, sẽ có thêm những lợi ích khác. Nếu không, những băng nhóm lớn thành phố này, người nào sẽ định hót Diệp vô phong chứ? Dương Trấn Hoa bên kia cũng đang thống kê, Trương Long, các con cố gắng thống kê thử xem, hiện tại quà tặng và tiền mừng, tổng giá trị là bao nhiêu rồi? Trường Long vâng lời, lập tức cùng với nhân viên bắt đầu tính toán hơn nửa tiếng sau khi kiểm tra đối chiếu kỹ lưỡng, Trương Long tổng kết, thưa thầy, cho đến hiện tại thì giá trị quà tặng là hơn 1 tỷ 080 triệu đô la, ngoài ra tiền mừng thu được tổng cộng là 588 triệu đô. Dương Trấn Hoa xứng người gần 10 giây, ách, nhiều như vậy. Trương Long nói, mà cái này, còn một vài bức tranh chữ cổ không thể nào định giá nên không thống kê giá trị vào, chỉ là tính toán số lượng. Dương Trấn Hoa gật đầu, rất tốt, tính toán số lượng, sau đó cho người mang quà tặng và tiền mừng chuyển đi hết. Đây là việc Diệp Tiên Sinh giao, tất cả phải làm thật tốt. Vâng, thầy yên tâm." Trương Long ngay thẳng ngẩng đầu, thái độ hết sức nghiêm túc. "Mẹ nó, nơi này mới thành lập sao? Nhiều người như vậy, bảo ra lái chiếc Porsche 911 của mình, ầm ầm tiến về phía trước. Phát hiện trước mặt vốn là không thể đi tiếp bèn tức giận đến lớn tiếng chửi mắng, hận không thể nhổ nước bọt lên người qua đường cho bõ tức bảo ra, chỗ này có hơi tắc đường, anh kiên nhẫn một chút. Thuộc hạ thật sự rất thông minh, biết Diệp vô phong lấn át Âu Dương lôi mới có thể bên ngoài cao ngạo như thế, nhưng không dám nói tự tiếp cho bảo ra, chỉ có thể né tránh. Bảo ra đâu có thể nhịn người ở đây, cậu ta quát những người ở bên cạnh, cút ngay, không nhìn thấy xe của ông đây sao, nhanh chóng tránh ra, ông đây sẽ trực tiếp đi thẳng qua. Những tên trong băng nhóm lớn cấp tỉnh này vào lúc Âu Dương Lôi còn cực kỳ hưng thịnh, cũng thường xuyên đến biếu tặng quà cáp, bọn họ đương nhiên đã gặp qua người được Âu Dương Lôi chiều đến hư là bảo gia này. Bây giờ, Âu Dương Lôi đã trở thành quá khứ, đáng tiếc cái tên bảo gia này vẫn tiếp tục phách lối, còn không chịu thích ứng với tình huống mới. Thằng nhóc chết tiệt này cút ra xa một chút, còn lớn giọng nữa ông đây cắt bỏ thằng nhỏ của mày cho chó ăn bây giờ. Lập tức, có một kẻ giang hồ không khách sáo chỉ thẳng mặt bảo gia mà mắng. "Hả, con mẹ nó mày không muốn sống nữa đúng không?" biết ông đây là ai không? Bảo ra từ trong xe đứng lên, thật sự cũng không khác gì đang ngồi, chừng mắt nhìn tên giang hồ này, thằng khốn, nếu mày dám ở lại chỗ này thêm một ngày, tao sẽ cắt đứt toàn bộ tay chân của mày. Tao khinh, tên giang hồ trực tiếp phỉ nhổ vào mặt bảo ra, con mẹ nó mày cho nghĩ mày là ai? Không phải là một thằng phá gia chi tử do Âu Dương lôi dậy hư sao? Con mẹ nó ông đây ngày trước chỉ là giả thuận theo. Ông đây cũng không muốn nịnh bợ thằng nhóc như mày loảng xoảng tên giang hồ không khách sáo dùng sức đập vào cửa xe Porsche mấy lần, trừng mắt thằng nhóc chết tiệt, có gan thì mày ra ngoài đi. Mẹ nó chứ. Bảo ra mặc dù đã quen phách lối nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ, bị một người mắng lập tức bối rối, đây là tình huống gì? Đám người hèn mọn này sao lại dám mắng tao? Lá gan của bọn mày sao tự nhiên lại lớn như vậy? Nguyên nhân, bảo ra đối với những tin tức quan trọng khắp nơi đều không biết, Điều này khó trách bọn thuộc hạ mặc dù biết tin, nhưng không có người thường xuyên nói cho cậu ta biết mấy thông tin như này. Đối với tính cách của Bảo Gia, nếu ai nói với cậu ta tin tức như bác Thoái Vương đàm thuận thất bại, chắc chắn sẽ bị Bảo Gia mắng thậm chí còn đánh đập. Ngay sau đó, đám giang hồ đến để nịnh bợ diệp vô phong bao vây ở bên ngoài, chiếc poster của Bảo Gia không chỉ bị đập cho hư hỏng nặng, bên trên còn bị phỉ nhổ đầy nước bọt một người phách lối không ai sánh nổi như bảo ra thế mà bị dọa đến mức gào khóc lớn trong xe, vùi đầu vào trong ghế xe, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Loảng xoảng loảng xoảng chiếc Porsche bị đám giang hồ đập cho tan tàn bị bỏ lại trên đường, cảnh tượng trông thật thảm thương, có một không hai. Cuối cùng bảo ra bị dọa đến mức không dám khóc, co rúm lại trong xe, hai tay ôm đầu, thu mình một góc. Bảo ra đi theo tôi, tôi đưa cậu ra ngoài. Đột nhiên có người kéo cửa xe, đưa bảo ra ra ngoài. Những người khác còn muốn tiếp tục đuổi theo, thủ hạ của bảo gia dùng thân hình cản những kẻ đuổi theo lại bảo vệ bảo gia rời khỏi nơi đó. ở một bên bị mọi người vây quanh suốt, bận đến tối tăm mặt mũi dương chấn hoa. hai anh em trương long và bạch nhạn phi không hề biết bảo gia đã từng xuất hiện ở đây. bảo gia đã từng phách lối tới mức nào, bây giờ thảm hại tới mức đi đến nơi nào cũng không có người quan tâm. báo cáo lôi ra giờ này bảo ra đáng ra nên ở nhà nhưng vẫn chưa thấy trở về nhà có người báo cáo với âu dương lôi âu dương lôi hoang mang lo sợ tạm thời không thể hiểu được cái gì cậu có ý gì lôi ra mọi chuyện là như thế này mặc dù bảo ra học nội chú nhưng hôm nay là thứ bảy như thường lệ bảo ra hẳn phải tan học về nhà rồi hơn nữa tại hạ còn đưa xe đi lúc này đáng lẽ phải về đến nhà rồi có thể là dọc đường đi ham chơi âu dương lôi thuận miệng nói tiếp tục im lặng suy nghĩ. Không phải, lôi ra, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, bảo gia tan học về nhà, trùng hợp đi qua đoạn đường có tòa nhà tổng bộ của công ty Hoa Cường. Vậy thì sao, không lẽ Diệp vô phong có thể ra tay với một đứa trẻ hay sao? Âu Dương lôi nhíu mày. Lôi ra, tôi đã cho người tới tìm, nhưng mà, nhận được báo cáo, bảo ra từng xuất hiện ở đó, nhưng sau đó bị người đưa đi. Cái gì, bị người nào đưa đi? chiếc xe đó không phải có định vị sao, nhanh chóng định vị tìm kiếm, còn nữa, gọi điện thoại cho Bảo Gia, Âu Dương lôi cuối cùng căng thẳng. Điện thoại của Bảo Gia đã tắt máy, định vị của chiếc xe kia là ở dưới sông. Cái gì, người nhanh chóng đưa người tới vớt lên, tiểu bảo sao lại rơi xuống sông được, Âu Dương lôi đứng phát dậy, cậu cho người đến đó ngay lập tức. Nhanh, liên hệ cứu hộ. Khương Tam lãng vội vã bước đến, lôi ra, tôi đã liên lạc bên cứu hộ, đã vớt được chiếc xe lên nhưng không thấy bảo ra đâu. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với Tiểu Bảo? Cuối cùng là ai đã làm? Không lẽ là Diệp Vô Phong? Âu Dương lôi hai mắt đỏ ngầu, nếu thực sự là tên đó dám hại Tiểu Bảo, ta sẽ liều mạng với nó. Thật sự, có liều mạng thì sao? Với thế võ công của Diệp Vô Phong hiện tại, Âu Dương lôi dù có cố gắng hết sức mình cũng chỉ có thể bị Diệp Vô Phong hành hạ. Khương Tam lãng thở dài, lôi ra, theo phỏng đoán của tôi địa vị của Diệp Vô Phong lúc này giống như mặt trời ban trưa. Nếu như tôi là anh ta, tại thời điểm này chắc chắn sẽ làm ra ra một hình ảnh anh hùng chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không đi làm khó một đứa trẻ như Bảo ra. Ừm, Tam Lãng, cậu nói đúng. Như vậy, hiện tại Tiểu Bảo đang ở đâu? Ai có thể nói cho tôi biết? Âu Dương lôi lòng giả dối bời. chương 464, con cóc bằng bạch ngọc. Lúc này điện thoại Khương Tam Lãng vang lên, anh ta liếc nhìn phát hiện là số điện thoại lạ vội trượt nghe máy, alo. Tôi là Khương Tam Lãng. Khương Tiên Sinh, chúng tôi theo vị trí mà anh cung cấp đã vớt được một chiếc xe Porsche Bên trong không có người, có thể dễ dàng nhận thấy đây là báo cáo của đội phòng cháy. Bên trong không có người, có đồ vật gì không, ví dụ như túi sách hay là quần áo chẳng hạn. Khương Tam Lãng hỏi thật cặn kẽ. Âu Dương Lôi cũng căng tròn đôi mắt, mong muốn nghe được tin tức về tiểu bảo rất tiếc khương tiên sinh chúng tôi đã tỉ mỉ lục soát qua nhưng trong xe hoàn toàn không có người không có túi sách chỉ có một vài đồ vật không đáng kể được cảm ơn các anh khương tam lãng lộ rõ phép lịch sự sau khi ngắt điện thoại liền báo cáo tường tận với âu dương lôi vẻ mù mờ trên gương mặt âu dương lôi ngày càng nghiêm trọng chẳng lẽ có người bắt cóc tiểu bảo sốt cuộc là kẻ nào là hồ quý người đang bước vào là âu dương tất tùng với địa vị đứng đầu trong giang hồ cả một thành phố liêu đông vào thời điểm này, Diệp Vô Phong hoàn toàn không cần phải sử dụng cách bẩn thỉu đó. Cho nên nếu như nói có người bắt cóc tiểu bảo, vậy thì nhất định là hồ quý. Âu Dương Tất Tùng tiếp tục phân tích, xe của tiểu bảo quá trói mắt, cho nên bị dìm xuống sông là chuyện rất bình thường. Nếu hồ quý bắt cóc tiểu bảo nhất định có mục đích của anh ta, hơn nữa mục đích của anh ta không phải giết chết tiểu bảo. Mục đích của hồ quý là để giam chân chúng ta, quấy nhiễu tâm trạng của chúng ta khiến chúng ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục anh ta nhìn âu dương lôi hít mắt nói bố nếu bây giờ trong lòng bố rối loạn vậy sẽ mắc bẫy của hồ quý ơ ờ, âu dương lôi nét mặt lúng túng tiểu bảo vẫn còn là một đứa trẻ nếu mà nó bị bắt cóc bị ngược đãi thì trong lòng bố được rồi âu dương tất tùng ngắt lời ông ta tiểu bảo được bố nuông chiều đến vô dụng rồi nó cần phải trải qua một số chuyện mới có thể khiến nó nhận rõ tình hình quay về làm người bình thường. Hơn nữa, trước khi hồ quý báo thủ thành công thì tính mạng của tiểu bảo vẫn an toàn. Việc này, còn có thể đảm bảo. Khương Tam Lãng gật đầu, tất tùng công tử nói rất đúng. Đáng lẽ, Khương Tam Lãng ở bên cạnh Âu Dương Lôi đã đảm nhận địa vị rất cao. Ngoại trừ Bắc Thoái Vương đại diện cho võ công tối thượng gia, còn lại thuộc về Khương Tam Lãng anh ta và Tần Trí Dũng. Đến nay, Bắc Thoái Vương thất bại bỏ chạy, Tần Chí Dũng bị cảnh sát bắt đi, Khương Tam Lãng trở thành người quan trọng nhất ở bên Âu Dương Lôi. Nhưng Âu Dương Tất Tùng vừa đến đã phá vỡ thần thoại, người quan trọng nhất của anh ta rồi. Quan trọng nhất, bởi Âu Dương Tất Tùng là con trai của Âu Dương Lôi. Cho nên, Khương Tam Lãng hoàn toàn không có tư cách tranh giành tình cảm với Âu Dương Tất Tùng. Hơn nữa biểu hiện của Âu Dương Tất Tùng so với Khương Tam Lãng quả thật xuất sắc hơn nhiều, đây là sự thật mà Khương Tam Lãng phải công nhận. Âu Dương lôi nhìn chăm chăm Âu Dương tất tùng, vậy con nói xem, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Đợi, trong ánh mắt của Âu Dương tất tùng tràn đầy sự thông minh, nếu hồ quý nếu bắt cóc tiểu bảo thì nhất định sẽ liên lạc với chúng ta, chờ xem anh ta sẽ vẽ ra một cách thức gì. Cái gã Việt câu tử này cũng đến tặng quà rồi. Diệp vô phong nhìn danh sách quà tặng mà Dương Trấn Hoa và Bạch Nhạn Phi mang đến, nhíu mày nói, người này ở địa bàn của mình không chuyện ác gì là không làm, nhất là bài bạc, mại dâm, nghiêm trọng hơn là buôn bán ma túy. Hơn nữa còn ức hiếp đàn ông nghèo chiếm đoạt phụ nữ, hống hách lộng hành. Giám đốc Dương, loại người như vậy chúng ta không cần phải thu nạp. Đúng, Diệp Tiên Sinh nói chí phải, bây giờ tôi lập tức trả quà về. Dương Trấn Hoa gật đầu nghiêm nghị. Trương Long lau mồ hôi trên trán, cái này, Diệp Tiên Sinh, việc câu tử có thể đăng ký là do tôi sơ ý, không nên trách thầy ấy. Dương Trấn Hoa cũng cười, Trương Long, con cũng đừng tự trách bản thân, tình huống lúc đó quá hỗn loạn. Đúng rồi, Việt Câu Tử mang đến con cốc bằng bạch ngọc quả thật là bảo vật hiếm có trên đời, Diệp tiên sinh, tôi cảm thấy anh có thể giữ lại, tặng cho Giám đốc Lâm làm đồ chơi cũng không tồi. Còn về chuyện của gã Việt Câu Tử này, chúng ta có thể làm như thường lệ vừa đánh vừa áp chế gã. Ừm, Giám đốc Dương, tôi hy vọng anh nhớ rõ một điều, nếu đã lăn lộn trong giang hồ, muốn lăn lộn thật lâu thì phải tôn trọng pháp luật nhà nước, thuận theo trào lưu lịch sử nếu không một khi bị cơ quan nhà nước chân áp thì chắc chắn xương cốt cũng không còn. Diệp vô phong cười nói, khi cần thiết, chúng ta còn phải hỗ trợ cảnh sát và quân đội làm một số chuyện. Vâng, Diệp tiên sinh, Dương Trấn Hoa cung kính gật đầu. Ôi chao, đẹp quá, Lâm Thư âm vừa trông thấy con cóc bằng bạch ngọc, trên mặt đã hiện rõ sự yêu thích, nói cái này ở đâu ra vậy. Diệp vô phong mỉm cười nói, thích không? Lâm Thư âm lại rút tay về, anh từ đâu có được nó? Diệp Vô Phong nói, Việt Câu Tử tặng, ngoài ra gã ta còn muốn cùng chúng ta hợp tác khai phá một mảnh đất. Việt Câu Tử, nhân phẩm gã này chẳng ra sao, em vẫn là cảm thấy không nên cùng gã hợp tác. Lâm Thư Âm đã từng trải nghiệm qua, dĩ nhiên biết rõ con người của Việt Câu Tử này. Ừm, không hợp tác không hợp tác, đều do giám đốc Lâm em quyết định. Nhưng mà con cóc bằng bạch ngọc này em có thể lấy chơi thử. Diệp Vô Phong thản nhiên nói lâm thư âm lắc đầu nếu chúng ta đã quyết định không làm bạn với gã vậy thì con cóc bằng bạch ngọc này không nhận là tốt nhất vật y như cũ trả lại cho gã ha ha được thôi diệp vô phong cố ý lấy con cóc bằng bạch ngọc chính là muốn nhìn xem có phải lâm thư âm sẽ rất thích không nếu lâm thư âm muốn nhận diệp vô phong quả thật không để tâm đến gã việt câu tử này việt câu tử tuy chưa từng gặp diệp vô phong nhưng quả đã được gửi lên khiến gã vui vẻ không thôi các anh em từ nay về sau chúng ta đi theo Diệp Lão Đại, dù có cơm thừa canh cặn còn tốt hơn đi theo Âu Dương Lôi. Việt câu tử trong tay cầm chân giò, uống một ngụm rượu, lại cắn một miếng thịt, phóng khoáng mà nhai. Gã ta chính là thích dáng vẻ uống ngụm to cắn miếng to, dường như chỉ có như vậy mới có thể thỏa thích bộc lộ khí chất với tư cách là ông trùm Đông Bắc. Đúng đấy, Việt Lão Đại, xem ra, Diệp Lão Đại đối với chúng ta không tệ, ít nhất đã nhận món quà của chúng ta. Ha ha! Việt câu tử cười khoái chí, con cóc bằng bạch ngọc của tôi thế nhưng là bảo vật nhân gian khó tìm. Không ngờ năm đó hại bạch chấn phiên lại vơ vét được từ trong nhà ông ta. Quả nhiên đúng là đồ tốt, hê hê. Đúng đó, bạch chấn phiên ông ta đúng là không hiểu chuyện, Việt lão đại anh thích con con cóc bằng bạch ngọc vậy mà ông ta lại bảo phải giao cho nhà nước. Hừ, ông ta chính là muốn chết. Con cóc bằng bạch ngọc đúng là có công dụng làm ấm cơ thể, bà nhà tôi sử dụng hơn một tháng lập tức tai thính mắt tinh, bước đi khỏe hơn. Đồ tốt như vậy nếu không phải muốn su nịnh diệp lão đại, tôi thật sự chẳng nỡ lấy ra. Việt câu tử núi tiếc không thôi. Hàn Kỳ cầm lấy hộp gỗ tinh xảo bên trong là con cóc bằng bạch ngọc, vừa bước đến cánh cửa chi nhánh công ty Hoa Cường lại đúng lúc gặp được bạch tinh đồng vội vã bước đến. Ồ, trên tay anh là bảo bối gì đấy? Bạch tinh đồng thuận miệng hỏi. Hàn Kỳ đáp là con cóc bằng bạch ngọc, chủ tịch Diệp bảo tôi đem trả lại. Anh nói gì, bên trong là gì cơ? Bạch Tinh Đồng đột nhiên ngừng bước, chuyện sủng. Hàn Kỳ nhếch miệng nói, thì là con cóc bằng Bạch Ngọc. Anh mở cho tôi xem thử, nhiệt độ trên người Bạch Tinh Đồng thoáng chốc giảm xuống. mươi 465, hung thủ chạy trốn. Ấy, cảnh sát Bạch, đây chỉ là quà mà người khác tặng thôi, với lại tôi đang chuẩn bị đem trả lại đây, nó chắc không phải là tang vật đâu. Hàn Kỳ ngập ngừng nói. Bớt nói nhảm, mau mở ra xem." Bạch Tinh Đồng nhìn chằm chằm anh ta. Hàn Kỳ biết quan hệ của bà cô này với giám đốc Lâm và chủ tịch Diệp, không nên đắc tội cô ấy. Chỉ có thể đặt con cóc bằng bạch ngọc trên bàn trà ở đại sảnh tầng 1, mở cái hộp gỗ tinh xảo ra. "A." À, bạch Tinh Đồng khi vừa nhìn thấy con cóc bằng bạch ngọc, ánh mắt ngưng tụ lại, cả người đặc biệt kích động. "Cảnh sát Bạch, không phải cô thích con cóc bạch ngọc này chứ?" Hàn Kỳ bất lực khi thấy ánh mắt của cô ta thay đổi. Nói, nếu như cô xem trọng nó thì chỉ cần nói với chủ tịch Diệp một tiếng, con cóc bằng bạch ngọc này không cần trả cho người ta nữa, cô cứ giữ lại là được rồi." Vẻ mặt Bạch Tinh Đồng nghiêm túc trở lại, "Hàn Kỳ, anh nói thật cho tôi biết, con cóc bằng ngọc này là muốn trả lại cho ai?" Hàn Kỳ nói, "Là một tên giang hồ tên là Việt Câu Tử, là gã ta tặng con cóc bằng bạch ngọc này cho chủ tịch Diệp làm quà gặp mặt." Bạch Tinh Đồng nghiến răng nghiến lợi, "Việt Câu Tử, cái thứ khốn nạn này con cóc bằng bạch ngọc này là gã cướp về đó. Cướp về, Hàn Kỳ trong lòng nghĩ thầm, mấy tên giang hồ này cướp vài món cũng là chuyện thường tình. Ừm, với lại con cóc bằng bạch ngọc này là cướp của chú ruột tôi. Chú ruột tôi là Bạch Trấn Phiên, 8 năm trước cả nhà chú tôi bị giết, con cóc bằng bạch ngọc này cũng không thấy nữa. Hóa ra là do cái tên Việt câu tử này làm, cuối cùng ngày hôm nay tôi đã tìm cũng tìm được chủ nhân rồi đôi mắt đẹp của bạch tinh đồng nhìn chằm chằm vào con cóc bằng bạch ngọc chính là nó không sai đâu đây chính là con cóc bằng bạch ngọc mà chú bạch trấn phiên của tôi siêu tầm được à thì ra là như vậy hàn kỳ có chút ngẩn ra vậy bây giờ làm sao đây con cóc bằng bạch ngọc này không cần đem trả lại nữa à việt câu tử đang ở đâu bạch tinh đồng hung giữ hỏi hàn kỳ nói vừa nãy tôi có gọi điện thoại hỏi rõ ràng rồi gã đang ở nhà hàng đông bắc tôi đang định tìm gã đây tốt lắm tôi đi cùng anh đi bắt cái tên việt câu tử này bạch tinh đồng kiên định nói vậy có cần gọi cho chủ tịch diệp không hàn kỳ có chút lo lắng nói cái tên việt câu tử này cũng không phải là người tốt bạch tinh đồng nói tôi là cảnh sát tôi còn có súng không lẽ việt câu tử còn dám tấn công cảnh sát chắc ừm cũng được chúng ta cùng đi hàn kỳ hai tay cầm con cóc bằng bạch ngọc cùng bạch tinh đồng đi về hướng nhà hàng đông bắc việt câu tử dẫn theo bốn người đang ngồi uống rượu nghe thấy người của diệp vô phong gọi điện cho mình nói muốn đem con cóc bằng bạch ngọc trả lại gã vô cùng khó hiểu chẳng lẽ diệp tiên sinh không thích con cóc bằng bạch ngọc đó hay là diệp tiên sinh muốn gặp trực tiếp mình việt câu tử có chút kích động trong lòng các anh em có khả năng là diệp tiên sinh muốn đích thân tới đây mọi người mau chỉnh chu lại tinh thần cho tôi trước mặt diệp tiên sinh phải thể hiện tốt một chút có hiểu không vâng việt lão đại cứ yên tâm Bốn người anh em kia phấn chấn lại tinh thần. Việt Câu tử ở đâu? Tôi là Hàn Kỳ đội trưởng an ninh của chủ tịch Diệp, mời Việt Câu tử ra ngoài gặp. Hàn Kỳ cầm con cóc bằng bạch ngọc đến nhà hàng Đông Bắc, lớn tiếng kêu. "Ồ, Việt Câu tử đột ngột đứng lên, Hàn Kỳ nhìn người đàn ông có khuôn mặt giữ tợn kia cũng không khỏi cau mày, nhưng vẫn là đi qua đó, Việt Câu tử, là như thế này, chủ tịch Diệp của chúng tôi nói con cóc bằng bạch ngọc này rất quý, anh ấy không thể nhận, cố ý bảo tôi trả nó lại." cái gì diệp tiên sinh quá khách sáo rồi con cóc bằng bạch ngọc này là tôi tốn công cẩn thận lựa chọn làm quà diệp tiên sinh chỉ cần nhận là được đúng rồi diệp tiên sinh sao lại không tới việt câu tử nhìn về phía sau lưng hàn kỳ chỉ thấy một nữ cảnh sát đang oai hùng hiên ngang đi về phía này không khỏi giật mình diệp vô phong không tới tôi tới thì cũng như nhau thôi bạch tinh đồng đi đến bên cạnh hàn kỳ đánh giá việt câu tử từ trên xuống dưới việt câu tử quả nhiên là danh bất hư truyền tay trái hóa ra là có móc sắt. Việt Câu tử trời sinh đã có ác cảm với cảnh sát, gã ta cau mày tức giận nói cảnh sát. Cô đến đây làm gì? Hàn Kỳ tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Việt Câu tử, "Việt Câu tử, mẹ nó ông nói chuyện lịch sự lại chút đi. Vị này là cảnh sát Bạch Tinh Đồng là bạn tốt của chủ tịch Diệp Vô Phong." A, à, vẻ mặt của Việt Câu tử đột nhiên thay đổi, có chút không biết phải làm sao, "Cảnh sát Bạch, cô đến có chuyện gì không?" giọng điệu của gã trở nên khách sáo. Vốn dĩ bốn tên anh em kia định bắt trước anh mình nhưng lúc này sắc mặt đột nhiên thay đổi, nở một nụ cười giả tạo. Bạch Tinh Đồng nói, Việt câu tử, ông còn nhớ Bạch Trấn phiên 8 năm trước hay không? Cô rốt cuộc muốn làm gì? Việt câu tử đương nhiên nhớ Bạch Trấn phiên, nghe Bạch Tinh Đồng nhắc đến cái tên này không khỏi cảnh giác, chẳng lẽ cô ta có liên quan đến Bạch Trấn phiên? Bạch Tinh Đồng nói, Bạch Trấn phiên là chú ruột của tôi, Việt câu tử, 8 năm trước là ông giết cả nhà chú tôi, hôm nay tôi sẽ tự tay bắt ông. Bạch Tinh Đồng rút súng ra. Hả, Việt Câu Tử giật mình, nhìn thấy Bạch Tinh Đồng rút súng ra, gã lập tức chuẩn bị sẵn sàng, đột ngột đập tay vào cổ tay phải của Bạch Tinh Đồng làm khẩu súng lục rơi thẳng xuống đất. Nhanh nhanh, chạy mau, Việt Câu Tử đấm về phía Bạch Tinh Đồng, bốn người anh em còn lại của Việt Câu Tử dồn về phía Hàn Kỳ. Khi Bạch Tinh Đồng bị trúng đòn vào tay phải, Cô biết Việt Câu tử tài giỏi võ nghệ nên lập tức lùi một bước, lấy lực đấu với Việt Câu tử, bàn ghế trong nhà hàng Đông Bắc đột nhiên bị đá văng, vang lên tiếng lạch cạch lạch cạch. Bạch Tinh Đồng và Hàn Kỳ đều ở trình độ bậc thầy, mà Việt Câu tử là ở cảnh giới võ sư, ra đòn nhẹ nhàng buộc Bạch Tinh Đồng phải lùi lại hết lần này đến lần khác. Mà bốn người dồn ép Hàn Kỳ đều là cảnh giới bậc thầy, cho nên Hàn Kỳ không thể chống cự, xấu hổ rút lui khỏi nhà hàng. Nếu như không phải Bạch Tinh Đồng chưa ra ngoài, Hàn Kỳ đã chạy từ lâu rồi. Đối phương có 5 người, mà đều là cao thủ. Cả nhà hàng Đông Bắc đều hỗn loạn. Đừng chạy, thấy Việt câu tử chạy ra ngoài, Bạch Tinh Đồng không thể nhặt được súng lục, lập tức tay không đuổi theo. 5 người Việt câu tử nhảy lên một chiếc xe, vèo một tiếng, lao đi ngay lập tức. Bạch Tinh Đồng giậm chân, ass, đã để bọn họ chạy mất rồi. Cô lập tức lấy điện thoại gọi cho trung tâm cảnh sát 110, yêu cầu bọn họ ra lệnh cho tất cả cảnh sát giao thông tìm cách dừng chiếc xe đó lại. Nhưng mà cần thời gian để ra lệnh, 5 người Việt câu tử lái xe rời khỏi với tốc độ cực kỳ nhanh. Việt câu tử đã trốn thoát rồi. Diệp vô phong nhận được cuộc gọi của Hàn Kỳ, cười khổ lắc đầu, bạch tinh đồng sao lúc nào cũng là đánh người mà không hề có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thế chứ. Hàn Kỳ nói, Chủ tịch Diệp, cảnh sát bạch bởi vì nghĩ Việt câu tử không dám tấn công cảnh sát, cho nên. Được thôi, vậy con cóc bằng bạch ngọc đó còn không? Diệp vô phong đổi câu hỏi. Con cóc bằng bạch ngọc đó Việt câu tử còn chưa kịp lấy đi. Hàn kỳ nói, tôi sẽ đem về, cảnh sát bạch cũng sẽ về cùng tôi. Được, gặp mặt rồi nói. Diệp vô phong cúp điện thoại. Audio điện tử võ tấn bền. chương 466, không quen biết ngài. Tên Việt câu tử đó rất lợi hại à. Trong tay cô có súng mà vẫn không bắt được gã ta sao? diệp vô phong trao mày suy nghĩ bạch tinh đồng gật đầu quả thực bản lĩnh của việt câu tử rất cao xem ra gã ta vẫn còn nhân từ với tôi hàn kỳ thầm nghĩ nếu như không phải tôi nói cô là bạn của chủ tịch diệp e rằng việt câu tử sẽ xuống tay thật rất có thể là như thế bạch tinh đồng nghiến răng nói tôi chắc chắn sẽ tóm được gã tên này đang ở thành phố liệt thuận tôi sẽ nhanh chóng đuổi giết đến xào huyệt của gã ta diệp vô phong lắc đầu không cần vội nếu hắn đang ở thành phố liệt thuận thì sẽ không thoát được đâu hơn nữa việt câu tử đang có mối làm ăn lớn tôi không thể chờ thêm được nữa diệp vô phong anh không hiểu được đâu chú tôi đã nuôi tôi từ khi tôi còn nhỏ tình cảm của chúng tôi rất tốt khi đó chú tôi cũng được xem như là một ông chủ nhỏ nhưng đáng tiếc trên người có bảo vật chính là mang theo trọng tội dẫn tới việc bị việt câu tử ra tay giết hại không những xương cốt không còn mà ngay cả chút tin tức về ba người nhà bọn họ cũng không có vào thời điểm đó nó đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết ở thành phố liệt thuật giờ tôi không thể để họ chết mà không nhắm mắt diệp vô phong hiểu được sự đau đớn của bạch tinh đồng nhanh chóng động viên bạch tinh đồng cô là cảnh sát nếu cô muốn xử lý vụ án hay bắt việt câu tử đều cần đến chứng cứ đúng không bạch tinh đồng nói con cóc bằng ngọc trắng này chính là bằng chứng đây là thứ mà chú tôi siêu tập được Việt Câu Tử đã cướp lại từ tay chú tôi, sau đó giết người diệt khẩu." Hàn Kỳ nói, "Chủ tịch Diệp, với danh tiếng và địa vị hiện tại của anh ở tỉnh Liêu Đông, chỉ cần anh nói bóng nói gió rằng kẻ thù của anh là Việt Câu Tử, e rằng sẽ có người bắt tên Việt Câu Tử đó đưa tới đây." Diệp Vô Phong lắc đầu, "Không được, mối thù nợ máu như vậy nhất định phải do Bạch Tinh Đồng đi trả." "Hàn Kỳ, anh đi nghe ngóng thêm thông tin chi tiết về Việt Câu Tử, đặc biệt là chỗ ở của gã ta." những nơi gã hay lui tới và những người bạn thân thiết trong quá khứ, làm rõ tất cả cho tôi. Ngày mai, à không, tối nay tôi lập tức cùng bạc tinh đồng đến liệt thuật, khiến tên Việt câu tử nợ máu phải trả bằng máu. Bạch tinh đồng nghe Diệp vô phong nói như vậy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nở một nụ cười. Rõ, Hàn Kỳ Tuân lệnh đáp. Chủ tịch Diệp, cần bao nhiêu người đến liệt thuật? Diệp vô phong lắc đầu, mục tiêu của tôi bây giờ quá lớn nếu làm lớn chuyện muốn tới liệt thuận sợ rằng hàng vạn người đi theo đằng sau làm việc sẽ rất bất tiện cho nên chuyện này sẽ là bí mật không được cho ai biết phải để mọi người đều nghĩ rằng tôi vẫn còn ở phụng thiên sau đó tôi và tinh đồng sẽ đến thẳng liệt thuận để tìm việt câu tử trả thù chủ tịch diệp anh làm thế này có nguy hiểm quá không liệt thuận là địa bàn của việt câu tử nếu hắn chống cự cả anh và cảnh sát bạch đều sẽ gặp nguy hiểm hàn kỳ phản đối quyết liệt Diệp vô phong chừng mắt nhìn, anh cho rằng Việt câu tử có thể hại tôi sao? Nhớ kỹ, chuyện này ai cũng không được nói, tuyệt đối phải giữ bí mật. Rõ, Hàn Kỳ gật đầu, nếu anh cần gì cứ nói với tôi, tôi đi chuẩn bị ngay lập tức. Diệp vô phong lắc đầu, không cần gì hết, chỉ cần một chiếc xe là được. 9 giờ tối, một chiếc Mercedes-Benz đã tới cách thành phố Liệt Thuận 50 số. Theo thông tin mà Hàn Kỳ cung cấp, Diệp Vô Phong trực tiếp hướng đến khu vực lân cận của nhà họ Việt sau khi tìm được khách sạn để nhận phòng. Anh và Bạch Tinh đang mặc thường phục đi dạo vài vòng, tìm được một quán ăn. Thành phố Liệt Thuận này phát triển rất tốt, Bạch Tinh đồng có Diệp Vô Phong bên cạnh, tâm trạng rất tốt. Cô cố ý xin nghỉ phép ở cục, nói rằng có việc gấp cần đi hai ngày. Nếu không phải tình huống đặc biệt như vậy, cô sẽ không bao giờ xin nghỉ phép. Bởi vì cục trưởng Lạc Viễn Trinh hiểu tính cô tham công tiếc việc nên không nói lời nào lập tức đồng ý cho nghỉ phép diệp vô phong gật đầu trang viên của việt gia quả là uy nghiêm thật đáng tiếc sắp phải suy tàn rồi bạch tinh đồng nói chúng ta không cần phải vội đoán chừng việt câu tử bây giờ giống như con kiến trên nồi lẩu chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên diệp vô phong cười ừ thật ra chết không phải là điều đáng sợ nhất đáng sợ nhất là khoảng thời gian phải chờ đợi đến lúc chết Bạch Tinh Đồng nói, Việt Câu Tử bây giờ là đang chờ chết sao? Diệp Vô Phong nói, cũng gần như thế. Đắc tội đến bạn của Diệp Vô Phong này, gã ta còn có thể sống sót sao? Nếu không phải Hàn Kỳ nói cô là bạn của tôi, tôi cũng chẳng cần vội vàng đến liệt thuận làm gì. Hừ, Bạch Tinh Đồng phút chốc cảm thấy không thoải mái, gấp rút đi cùng anh đến liệt thuận như thế, hóa ra không phải báo thù cho tôi, là để anh bảo vệ danh tiếng của chính mình à? cô ta chớp mắt hiểu được suy nghĩ của diệp vô phong dùng tốc độ nhanh nhất giết chết việt câu tử đối với những người trong giang hồ chính là cú sóc cực độ cô sao vậy diệp vô phong không nhận ra sự thay đổi bạch tinh đồng tôi thì có chuyện gì được chứ diệp tiên sinh anh đây có thể đi cùng tôi đến liệt thuật tôi đã rất biết ơn rồi trong giọng nói của bạch tinh đồng hiện lên vẻ chua chát ha ha chúng ta đang ở địa bàn của việt câu tử bất cứ lúc nào cũng gặp nguy hiểm Cô không thể cứ háo thắng như vậy được, nếu không sẽ trở thành gánh nặng cho tôi, ảnh hưởng đến việc trả thù của chính cô đấy." Diệp Vô Phong cũng không có ý định giải thích quá nhiều. Dù sao, anh ta đến Liệt Thuận là để trả thù cho Bạch Tinh Đồng. Nếu không phải vì lo lắng Bạch Tinh Đồng đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, anh không cần đi theo làm gì, chỉ cần phái đường trảm đi cùng là được. "Không cần nói nhiều, tôi biết." Trong giọng điệu của Bạch Tinh Đồng vẫn phảng phất chút bất mãn. Diệp Vô Phong cười, vậy giờ tôi ăn cái gì? Bạch Tinh Đồng nhìn quanh, đi ăn cá đi, tìm một nhà hàng bán cá. Được, Diệp Vô Phong không chút kén chọn, anh ăn gì cũng được, so với những tháng ngày gian khổ trước đây, cuộc sống bây giờ của anh là quá tốt rồi. Bước vào một quán cá gần đó, hai người gọi một nồi cá nhỏ, vì không có phòng riêng nên họ chỉ có thể ngồi trong sảnh. Công việc kinh doanh của quán này rất khá, lại đang là mùa đông, quả nhiên có rất nhiều người đến ăn lẩu đại sảnh rất náo nhiệt hai người bắt đầu ăn được chưa lâu thì có một gia đình ba người trông có vẻ rất giàu có bước vào quán ăn người đàn ông lớn tiếng nói ông chủ con trai tối nay tôi muốn ăn cá mau dọn một nồi lẩu lên đây nhân tiện sắp xếp một phòng riêng đi tôi không thích ăn ở đại sảnh thật lộn xộn ông chủ nhà hàng cá vừa nhìn thấy liền chạy ra đon đả mời chào ôi ba vị à xui quá hôm nay nhà hàng chúng tôi hết mất phòng riêng rồi xin thứ lỗi Ba vị ngồi ăn ngoài sảnh nhé. Cái gì? Người đàn ông cao to thô lỗ một tay túm lấy cổ của ông chủ nhà hàng cá, "Con mẹ nó, dám không có phòng riêng cho tôi sao? Ông có biết ông đây là ai không?" "Ôi, tôi nhìn ngài quen lắm, nhưng tôi thực sự không biết ngài." Ông chủ nhà hàng hơn 40 tuổi vừa cười vừa nói. Bốp bốp, hai bàn tay tát thẳng vào mặt chủ nhà hàng cá. "Mẹ nó, đến cả Việt Thiên Niên tôi mà ông cũng không biết, con mẹ nó ông không định mở tiệm ở đây nữa à?" có tin tôi cho cửa hàng này đóng cửa ngay ngày mai không? Việt thiên niên, cái tên vừa phát ra, tất cả những tiếng bàn tán trong nhà hàng cá lập tức giảm đi một quãng tám. Niên thiếu ra sao lại tới ăn ở chỗ nhà hàng cá như này? Ai mà biết được, lỡ người ta ngán sơn hào hải vị rồi, muốn tới quán bình dân như này đổi khẩu vị thì sao? Chết thật, ông chủ này vậy mà không biết anh Niên à? mươi 467, khuyết tật não. Chủ quán cá bị đánh choáng váng quay đầu, nhưng vẫn nghe được mọi người nhỏ giọng bàn luận người thanh niên trước mắt này dĩ nhiên chính là Việt thiên niên thanh danh nổi bật nhất. Chúa ơi, tôi đây là xui xẻo mấy đời, hôm nay lại đắc tội với Việt thiên niên. Ông chủ quán cá chỉ cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống cho Việt thiên niên, Việt thiên niên, tôi không biết là cậu. Chuyện đó, nhưng mà, tôi, phòng riêng của quán tôi thực sự đã đầy rồi. Bốp bốp, trên khuôn mặt của ông chủ quán cá lại bị cho hai cái bà tai, đầy sao não của ông có vấn đề gì không thế? Phòng này mà gọi là đầy đủ à? Ông có muốn thử lại lần nữa không? Tôi, nhưng mà, ông chủ quán cá thật đúng là không biết phải làm sao. Khách ở trong phòng cho dù có là người nào thì ông ta cũng không thể ngang nhiên đuổi người ta ra ngoài như vậy được. Bé trai đi cùng Việt Thiên Niên đảo trong mắt nước nhìn xung quanh, dĩ nhiên là cậu nhóc không quan tâm tới vấn đề mà ông chủ quán cá này đang gặp phải, ngược lại càng thoải mái hít một hơi, hưởng thụ mùi thơm phức trong quán cá này thay vào đó, cô gái xinh đẹp đứng cạnh Việt Thiên Nhiên thì thầm, "Thiên Nhiên, không cần phải như vậy đâu, chúng ta cũng có thể ăn ở đại sảnh mà." Một câu nói này đủ để Diệp Vô Phong hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cô gái này. Rõ ràng người phụ nữ trẻ tuổi này, ở trước mặt Việt Thiên Nhiên vốn là không phải người làm chủ giải quyết mọi chuyện, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhận ra cô ta là người tốt. Người lương thiện cho dù là không nói câu gì nhưng mọi người chỉ cần nhìn vào ánh mắt và động tác của người đó sẽ có thể nhận ra, loại bản chất này vốn dĩ không thể giả tạo được. Việt Thiên Nhiên làm sao chịu như thế, anh ta nóng nảy chỉ vào mũi ông chủ quán cá kia quát, ông lập tức chuẩn bị cho tôi một gian phòng đặc biệt. Nếu không, tôi sẽ phá cửa hàng của ông ngay tối nay. Lúc này chủ quán cá đã bị đánh đến chảy máu mũi, vô cùng khó xử, còn không biết nên làm gì bây giờ. Bố ơi, có chuyện gì với bố vậy? Lúc này một cô bé mặc trang phục học sinh, nhìn sơ qua khoảng chừng 12-13 tuổi chạy tới đỡ lấy ông chủ quán cá, sau đó thở phì phò chừng mắt nhìn về phía Việt thiên niên hung ác, chú này là ai thế? Sao chú có thể đánh người chứ? Đánh người là vi phạm pháp luật đó, chú không biết sao? Diệp vô phong và bạch tinh đồng vốn không có ý định lo chuyện bao đồng này, nhưng nhìn thấy cô bé kia lại nghiêm khắc khiển trách Việt thiên niên, Diệp vô phong đột nhiên sáng mắt, thầm khen một tiếng tốt. Một đứa trẻ ngoan cho dù như thế nào bất chấp thân thể nhỏ bé của mình cũng dám đứng ra thẳng thắn phần can đảm này đáng để diệp vô phong khen ngợi hả mẹ kiếp một đứa nhãi danh như mày cũng dám đứng đây la lối với tao việt thiên nhiên không ngờ cô bé này lại dám nói chuyện với anh ta như vậy nhất thời giận dữ tao đánh chết mày việt thiên nhiên lần nữa vung tay lên việt thiên nhiên rốt cuộc cũng là con cháu nhà giàu tục ngữ có câu nghèo văn giàu võ anh ta cũng quả thật đã học được một ít quyền cước công phu dưới sự chỉ dạy của một vài cao thủ, hiện giờ cũng có trình độ đại sư cấp. Bởi vậy, muốn đánh cho con bé này một bạt tai tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, khẳng định cũng sẽ không thất bại. Mà vị trí của cô bé này trùng hợp cách Diệp Vô Phong đứng đó vô cùng gần. Theo thân thủ và tính cách của Diệp Vô Phong, đương nhiên không thể để cô bé này bị đánh. Dù sao đây vẫn là một đứa trẻ, còn chưa bước vào xã hội, cô bé không nên chịu đựng sự áp chế và sỉ nhục như vậy bởi vậy diệp vô phong nắm bắt thời điểm rất mực chuyển xác, anh chỉ tiện tay kéo cô bé một cái kết quả đã tránh được cái tát của việt thiên nhiên hả việt thiên nhiên một cỗ tức giận không có chỗ phát tiết nhìn thấy diệp vô phong lại trợ giúp cô bé này lửa giận trong ngực nhất thời trào ra nhất là lúc việt thiên nhiên vừa vào tới khi nãy đã nhìn thấy bạch tinh đồng ngồi bên cạnh diệp vô phong dựa vào sắc đẹp của bạch tinh đồng đã khiến việt thiên Niên chỉ nhìn thoáng qua cũng đã có chút mê loạn mấy cảnh tàn bạo vừa rồi kỳ thật cũng có ý bày ra trước mặt Bạch Tinh Đồng. Loại ý nghĩ này thật là vi diệu. Trùng hợp lại là tên bạn trai của người đẹp khiến lòng người say mê này, lại dám quản chuyện của Việt thiên nhiên. Đây không phải là chuột kiếm chuyện với mèo, tự tìm chỗ chết sao. Việt thiên nhiên hung tợn nhìn Diệp vô phong, thằng nhãi, sao con nhóc kia ra đây, tao sẽ tha mạng cho mày. Trong quan điểm của Việt thiên nhiên, đây chắc chắn không phải là một mối đe dọa, mà là một sự nhượng bộ nếu không phải nể mặt người đẹp, ông đây đã lấy ghế đập mày từ lâu rồi. Diệp vô phong nói, người anh em này bớt nóng đi, ông chủ người ta làm ăn cũng không dễ dàng. Im đi, khi nào mới đến lượt thằng đốn mặt như mày dạy bảo tao. Việt Thiên Nhiên lập tức chửi bới. Đồng thời, Việt Thiên Nhiên bỗng sách một thùng rác nhỏ bên cạnh lên muốn đập về phía Diệp vô phong. Cao thủ như Diệp vô phong. Độ nhạy bén đối với hoàn cảnh xung quanh và động tác của mỗi người thật phải nói không biết chính xác đến nhường nào rồi. Nếu như thùng rác trong tay Việt Thiên Nhiên đập tới, nồi cá của Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng cũng sẽ không ăn được nữa. Bạch Tinh Đồng lúc này, tin cậy thân thủ của Diệp Vô Phong ở mức tuyệt đối. Bởi vậy, cô ta vẫn tiếp tục ăn cá của mình, thậm chí còn không liếc mắt nhìn Việt Thiên Nhiên một cái. Thể loại, chim công xòe đuôi, não tàn như này trước giờ cô ta gặp qua vô số lần rồi, còn lạ lẫm nữa sao cô bé có chút sợ hãi nhất thời ngây ngẩn cả người bởi vì việt thiên nhiên thật sự là quá hung dữ diệp vô phong nếu đứng yên bất động thùng rác sắp đập vào bàn cơm của mình vì vậy biện pháp của diệp vô phong chắc chắn là hoàn toàn hiệu quả anh chỉ vươn chân ra đá nhẹ một cái ở trên bắp chân của việt thiên nhiên Ú ý việt thiên nhiên kêu thảm phốc một tiếng ngã xuống thùng rác bị hất đi về phía hành lang từ anh ta trao đảo ngã chúng vào cạnh bàn của một cái bàn ăn ở gần đó, đụng rớt một cái túi sách. Thực khách chung quanh chỉ biết Việt thiên niên không thể đụng tới được lại vốn không nhìn thấy rõ ràng, anh niên kiêu ngạo này sao lại vật vã như thế kia? Sao anh ta lại té xuống rồi? Việt thiên niên chật vật đứng dậy, lập tức hung hăng nhìn về phía Diệp vô phong, thằng nhãi, dám ra tay với tao chứ gì? Mày có biết tao là ai không? Diệp vô phong vẫn ngồi yên không nhúc nhích, thản nhiên nói, là anh lời lẽ không hợp ý thì ra tay đánh người, Việt thiên nhiên, anh đừng quấy dày tâm trạng dùng cơm của tôi nữa. Nếu anh còn muốn ăn cá, thì liền thành thành thật thật ngồi vào đại sảnh ăn. Anh cũng không phải là hoàng thân quý tộc gì, ăn cơm như người bình thường bộ sẽ khiến anh chịu thiệt thòi hay sao? Bạch tinh đồng bỗng nhiên giơ ngón tay cái lên, đúng vậy. Càng nhỏ thì càng thích ra vẻ ta đây to lớn. Wow ha ha, nực cười. Kinh nghiệm của bạch tinh đồng đủ phong phú, mới có thể càng thưởng thức được nam nhân thành thục như Diệp Vô Phong. Loại người như Việt Thiên Nhiên, một lời không hợp liền khinh người, Bạch Tinh Đồng thật sự cảm thấy phiền tới mức chẳng thèm liếc mắt một cái. Cậu bé sợ hãi đến mức suýt khóc, người phụ nữ bên Việt Thiên Nhiên ôm cậu bé vào lòng thì thầm an ủi vài câu, sau đó nói với Diệp Vô Phong, vị tiên sinh này, xin lỗi, chúng tôi không ăn cá. Cô nháy mắt với Việt Thiên Nhiên, ý là để Việt Thiên Nhiên nhanh chóng tìm lối ra, đổi chỗ ăn nhà hàng khác. Việt Thiên Nhiên thật sự chưa từng bị người ta giáo huấn như vậy. Anh ta đẩy người phụ nữ cạnh mình sang một bên, "Cút, ở đây không có chuyện của cô." Sau đó, anh ta nhìn Diệp Vô Phong, nói, "Này thằng nhãi, tao không quan tâm mày là ai. Hôm nay nếu mày không quỳ xuống xin lỗi tao, tao sẽ chặt đứt hai chân của mày. Nhớ kỹ, tao tên là Việt Thiên Nhiên." Chương 468: Dũng cảm đối diện. Diệp Vô Phong nhíu mày nhìn anh ta, "Chuyện cũng ngàn năm" Ngụy Võ Tiên Vung Roi, một bài thơ của Kiệt Thạch ở phía đông. Tên của anh có nguồn gốc từ nơi đó sao? Hả, anh có thể nhớ được đến cả cái này sao, thế thì sao nào? Việt Thiên Nhiên tức giận chừng mắt nhìn Diệp Vô Phong, lấy tay sờ sờ cục mụn lớn ở trên đầu, lập tức đau đến méo cả miệng. Các thực khách ở xung quanh đều giả vờ như đang ăn cơm rất chăm chú, nhưng thật ra đều nhìn chăm chú vào sự việc đang phát sinh ở bên này. Diệp Vô Phong nói, trong bài thơ này, thật ra còn có một câu, bây giờ gió mùa thu lại hưu quạnh, thay đổi trần gian. Việt thiên niên gầm lên, anh đang cùng với ông đây nói thơ văn cái gì đấy? Cái gì mà, thay đổi trần gian? Anh đang nói cái gì đấy? Diệp vô phong đột nhiên đứng lên, ngậm cái miệng thối của anh lại đi. Miệng của anh không thể sạch sẽ hơn được sao? Vèo, tất cả không khí trong sảnh chính, đột nhiên căng thẳng. Những lời này của Diệp vô phong, đủ trọng lược. Việt Thiên Niên làm cậu chủ cả ngàn năm, làm sao có thể chịu đựng được? Cao thủ cảnh giới cấp đại sư Việt Thiên Niên lập tức vung tay đánh anh mới là người có miệng cực kỳ thối. Động tác của Diệp vô phong vô cùng đơn giản, lập tức nắm lấy cổ tay của Việt Thiên Niên, nhẹ nhàng chuyển động một cái. Việt Thiên Niên lập tức xoay người khom thắt lưng xuống. A, à, anh có buông ra không? Thình thịch, Diệp vô phong dùng một cước đá vào trên mông của anh ta, cút ra xa một chút tôi không thích trong lúc ăn cơm thì có người quấy dày mình. Phù phù, Việt thiên nhiên bị đá ra ngoài một cái miệng lập tức ngậm đầy bùn, chật vật đứng dậy, chạy vài bước ra phía ngoài, quay đầu lại nhìn về phía Diệp vô phong, thằng khốn, anh chờ đó. Diệp vô phong ngồi lại bàn, tiếp tục ăn cá của mình. Ông chủ quán cá lập tức phản ứng trở lại, vội vàng đi đến bàn của Diệp vô phong, vị khách này, thật ngại quá, sự việc hôm nay đã để cho anh gặp phải phiền phức rồi, anh vẫn nên nhanh chóng chạy đi đi, đêm nay coi như là tôi mời khách, bàn này khỏi cần trả tiền." Diệp Vô Phong lắc đầu, "Tôi còn chưa ăn no, tại sao ông lại có thể đuổi tôi đi?" Ông chủ quán cá lo lắng nói, "Người anh em này, anh không biết chứ, Việt Thiên Nhiên này cũng không phải là một người dễ dàng chọc vào đâu. Đợi lát nữa anh ta gọi người lại đây, chỉ sợ là đập bể quán ăn của tôi mất." Ông ấy vừa quay đầu lại, xoay người về phía những vị khách đang ăn cơm lớn tiếng nói, "Các anh chị thật ngại quá, hôm nay chúng tôi lập tức đóng cửa. Thế chưa ăn no, cũng không cần phải trả tiền đâu. Mọi người mau chạy nhanh đi thôi, cảm ơn mọi người. Có mấy vị khách vừa nghe thấy những lời này, đều hiểu được suy nghĩ của chủ quán, bèn đi lại đây, nói với Diệp vô phong, người anh em này, ông chủ cũng là có ý tốt, tôi khuyên anh hãy mau chóng rời đi đi. Nếu không, cậu ta kia gọi người tới, chỉ sợ rằng với võ công của anh, cũng không thể trụ được nếu có quá nhiều người, có đúng hay không. Diệp vô phong mỉm cười nói, ông chủ, bàn này của tôi không cần phải miễn phí. Tôi phải ăn no mới có thể đi được, cho dù có là vua tới, cũng không thể ngăn cản việc tôi ăn cơm. Ông chủ bảo bao lo lắng nói, người anh em này, tôi biết rằng anh có võ công cao cường, thế nhưng danh tiếng của cậu ta ở liệt thuật, anh chắc là chưa rõ đúng không? Anh ta cực kỳ kiêu ngạo, nếu như anh không ngăn cản thì hôm nay tôi đã chuẩn bị tinh thần bị hành hung một chút. Ui ra, đại ca à, anh vẫn nên nhanh chóng chạy đi thôi gia đình chúng tôi cũng sẽ trốn ra ngoài tôi không có trêu chọc nhưng tôi có thể trốn những vị khách chuẩn bị rời đi đều trả tiền không có ai là không trả tiền cho ông chủ cả cô gái nhỏ giúp đỡ đi thu tiền bận bịu không ngừng thế nhưng bộ dạng và tư thế lại cực kỳ nhuần nhuyễn xem ra cũng không ít lần đến quán cá để làm việc diệp vô phong nói ông chủ ông có tin tôi không nếu ông tin lời tôi nói đêm nay ông không phải tránh né gì cả cứ việc chờ cái tên Việt thiên niên qua đây là được, mọi chuyện đều có tôi gánh vác cho. Ông chủ quán cá lộ ra vẻ mặt đau khổ nói, người anh em à, anh vẫn chưa biết thế lực của Việt thiên niên ở liệt thuận đâu. Anh ta chỉ cần gọi một cú điện thoại, có thể gọi tới đây hơn trăm người, việc san bằng quán cá của tôi, có thể xảy ra đấy. Người anh em à, tôi thực sự không thu tiền của anh, anh nên mau chóng chạy đi thôi. Còn nữa, em gái của anh xinh đẹp như vậy, tên nhóc Việt thiên niên kia cũng là loại người hư hỏng, không chừng lại làm ra chuyện xấu gì đó. Anh vẫn nên mau chóng chạy nhanh đi, tôi cảm ơn anh được chưa?" Diệp Vô Phong nói, tôi lặp lại lần nữa, tôi không cần được miễn phí. Cho nên, vì tôi đã trả tiền rồi, tôi muốn ăn xong nồi cá này, ít nhất cũng phải đợi tôi ăn no đã. "Ông chủ, ông yên tâm đừng có nóng nảy, chờ tôi ăn xong đi." Những vị khách ngồi ở dưới đã đi gần hết, ngay cả những vị khách ở phòng riêng nghe nói đã xảy ra chuyện như vậy, còn gặp phải một cậu chủ trẻ tuổi, cũng đều dần dần trả tiền rồi rời đi, không muốn ở lại xem cảnh tượng náo nhiệt này. Bởi vì mỗi người đều cảm nhận được, sự việc kế tiếp chắc chắn là sẽ nghiêng về một phía, ông chủ quán cá không chỉ phải trả một cái giá đắt, nhưng mà còn có thể bị đánh cho tàn phế. Chuyện như vậy, trong tay cậu ta đã muốn và đã làm được mấy chục lần rồi. Tất cả người dân ở thành phố Liệt Thuận này, ai mà chẳng biết. Nửa tiếng sau, ông chủ quán cá thật sự không chống đỡ nổi nữa, đi vào bàn của Diệp Vô Phong, xoay người chắp tay nói, người anh em này, tôi cầu xin anh, bất kể như thế nào, anh vẫn nên nhanh chóng chạy đi mau đi. Cho dù, anh ăn chưa no, tôi sẽ bồi thường thêm cho anh 500 ngàn, thấy thế nào? Anh vẫn nên chạy đi thôi, cầu xin anh đó. Nói xong, ông ấy lấy ra một cọc tiền, đưa cho Diệp Vô Phong, cầm đi, xem như là tiền bồi thường của tôi. Diệp vô phong lấy tay đẩy về, ông chủ à, cái này ông không đúng. Tôi vẫn chưa ăn no, tại sao ông lại đuổi tôi đi? Chờ một chút, bạn gái tôi vẫn còn chưa ăn xong. Bạch Tinh Đông vừa nghe được anh gọi mình là bạn gái, trong lòng chợt rung động, đôi mắt đẹp chợt vụt qua một tia sáng, liếc mắt nhìn Diệp vô phong một cái, lại cúi đầu ăn cơm, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Còn về phần Việt thiên niên kia muốn làm chuyện gì, đều đã có Diệp Vô Phong đi ứng phó, căn bản là cô không cần phải lo lắng. Ông chủ quán cá khóc lóc nói, người anh em, sao anh và vợ anh còn ăn chưa no nữa? Thế này đi, tôi cho các anh thêm 500 nữa, tổng cộng là một triệu, đủ để hai người ăn no ở quán khác đúng không? Anh cũng đừng làm khó tôi nữa. Bạch Tinh Đông nói, ông chủ, ông đừng lo lắng, chỉ cần anh ấy nói không có việc gì, thì chắc chắn sẽ không có việc gì xảy ra đâu. Anh chỉ biết ở liệt thuận này có việc thiên nhiên, mà anh lại không biết ở tỉnh Phụng Thiên có Diệp Vô Phong, ha ha. Tỉnh Phụng Thiên, chuyện của tỉnh Phụng Thiên thì có liên quan gì đến liệt thuận đâu. Ông chủ quán cá thở dài liên tục, cô gái à, con người của Việt thiên niên, quả thực là trên đầu thì lở loét, lòng bàn chân thì chảy mủ, thật sự rất tệ. Mới nói được đến đây, chợt nghe bên ngoài có một loại âm thanh thắng lại của xe. Diệp vô phong cười nói, tiểu nguyệt, nghe chú nói, không cần phải trốn, Đêm nay chú muốn đặc biệt nói với con một câu, khi phải đối mặt với người xấu, không cần phải trốn. Phải dũng cảm đối mặt nó. Thật ra, Tiểu Nguyệt đã làm rất tốt điều đó. Cảm ơn chú, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt đỏ bừng nói, nhưng mà, người kia quả thật là người xấu. Loảng xoảng, cửa thủy tinh của quán cá bị người ở bên ngoài trực tiếp đập nát, mười mấy người bước vào, cầm đầu quả thật là tên Việt Thiên Nhiên kia, được. Lá gan của anh cũng không nhỏ đấy. Đánh tôi mà còn dám ngồi lại chỗ này hay sao? Quán cá này cũng cực kỳ không tồi nha, thế mà vẫn còn dám mở cửa, đêm nay vừa lúc phải dọn dẹp cho sạch quán rồi. Các anh em, đập nát cho tôi, còn nữa, tên khốn kia, đánh đập cho tôi. Diệp Vô Phong đã nhanh chóng bước tới cửa, lớn tiếng nói, không được đập nát quán. Có việc gì thì cứ tìm đến tôi. Chương 469, cứ như vậy mà trả giá bạch tinh đông cũng đi theo bên cạnh diệp vô phong nói ai dám động thủ mười mấy người đều là những người đàn ông cao lớn rèn luyện võ công đông bắc làm sao có thể bị hai người này dọa sợ được hơn nữa trong tay bọn họ còn cầm các loại ống thép dao bầu vốn dĩ là muốn tìm tới để gây hấn loảng xoảng loảng xoảng lập tức có người bắt đầu đập đồ ông chủ quán cá ngồi bệt xuống đất nói trời ạ à, phải làm sao bây giờ báo cảnh sát ông có dám hay không nếu như thật sự muốn báo cảnh sát, không chừng ngày mai sẽ lại thảm hại hơn. Cậu chủ đến quấy rối thì cũng chỉ có thể để cho cậu ta quậy đủ, đây chính là chuyện mà mọi người ở Liệt Thuận đều biết rất rõ. Diệp Vô Phong hét lớn một tiếng, các người nhớ tôi cho kỹ, hễ các người đập hư một thứ gì đó thì phải bồi thường gấp 10 lần. Nói xong Diệp Vô Phong đã đánh ngã ba người đứng trước mặt. Diệp Vô Phong tay trái cầm ống thép, tay phải cầm dao bầu, lắc lư một cái liền đứng vững nói, tất cả đều dừng tay muốn đánh thì ra ngoài mà đánh. Ngã xuống ba người, mỗi người hai trăm ngàn, Việt thiên nhiên, một lúc nữa, vài người này cũng không thể đi về đâu. Phanh, lúc ấy, Diệp vô phong phi qua bên cạnh của Việt thiên nhiên, một cước đá vào hông của Việt thiên nhiên, phù phù một tiếng, Việt thiên nhiên ngã ra đất. Giao cho cô, coi chừng anh ta giúp tôi, đến lúc bồi thường tiền, anh ta sẽ là nhân chứng. Diệp vô phong nói với Bạch Tinh Đông một tiếng. Được, Bạch Tinh Đông để ý coi chừng Việt Thiên Nhiên này bị đánh cho ngã, cuộc sống này có thể nói là quá thoải mái, đơn giản tột cùng. Oa wow, ha ha, tên khốn, nếu có dũng khí thì bước ra ngoài đi. Ra đi, tôi ở bên ngoài chờ đợi anh. Những người bên ngoài bắt đầu kêu gào, nhưng riêng Việt Thiên Nhiên lại bị giữ lại bên trong quán cá, không ra được. Lúc mà Diệp Vô Phong đứng ở cửa quán cá, lập tức phát hiện bên ngoài còn có đến 60 70 người. Ở lối vào cửa quán cá có hai hàng tổng cộng hơn 20 người, ăn mặc dày dặn, trong tay đều mang theo vũ khí. Người Đông Bắc đánh nhau, quả thật là mãnh liệt. Tên nhóc, quỳ xuống dập đầu đi, sẽ cho anh thoải mái. Một người đàn ông Đông Bắc cao lớn, cua dao bầu trong tay, nếu không, đêm nay lập tức đem anh bẻ làm tám mảnh. Diệp vô phong nhìn một vòng xung quanh, thản nhiên gật đầu, được lắm, nếu các anh đến đây, thì đừng nói nhảm nữa. Đánh đi, xông lên, đánh anh ta tàn phế đi bẻ hai chân anh ta, giết chết anh ta. Các loại kêu gào ẩm ý vang lên, mấy chục người tuôn ra cùng nhau hướng về một phía, trần chiến này cũng không phải bình thường mà là rất lớn mạnh. Nếu là người thường, bị nhiều người vây quanh như vậy, thì sợ rằng đã bị dọa cho chết khiếp rồi. Ông chủ quán cá theo dõi camera thông qua quầy hàng, có thể rõ ràng nhìn tình hình thực tế bên ngoài, lúc này đã sợ đến mức nói cũng không nói được. Diệp vô phong không hề nhiều lời, lập tức xông vào bên trong đam người, vào lúc anh bắt đầu những quyền cước ống thép và dao bầu đều được sử dụng cực kỳ chính xác từng chiêu một a à, ôi oa à, ôi mẹ tôi đủ các loại kêu la thảm thiết không dứt bên tai phù 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 không ngớt những người nhào lên tấn công từng đám bị đánh ngã đám người xông vào diệp vô phong lập tức giống như máy đang thu hoạch những nơi đi qua đều không có người đứng được chưa đến 3 phút diệp vô phong đứng độc lập trong đám người Ngùa ống thép và dao bầu trong tay một chút nói đến đây còn có ai không? Những người đàn ông đông bắc ngã xuống đất. Lúc này lòng dạ đều sợ hãi, làm sao còn có người dám lên tiếng trả lời? Chú thật lợi hại. Âm thanh trong trẻo của Tiểu Nguyệt vang lên, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thật ra bé cũng theo dõi thông qua quầy hàng thấy được một màn của Diệp vô phong càn quét mấy chục người bên quân địch. Ông chủ quán cá hoàn toàn ngây ngốc nói trời ạ, à, đây làm sao có thể là người? Đây chính là thần tiên rồi. Len Ken, Diệp Vô Phong đi một vòng vào trong quán cá, cầm ống thép và dao bầu trong tay, ném xuống đất, lững thững đi về phía Việt Thiên Nhiên, Việt Thiên Nhiên, vừa tôi đã nói, đập bể phá hủy cái gì thì phải bồi thường gấp 10 lần cái đó. Nếu anh dám dẫn theo nhiều người như vậy đến đây để quấy rối, thì chắc rằng anh cũng đã chuẩn bị thật tốt tiền bồi thường rồi đúng không? A, à, anh, Việt Thiên Nhiên bị đạp cho một cái, tới giờ vẫn còn đau đến chưa thể đứng vững được anh ta đương nhiên biết rằng người thanh niên trước mặt này quả thật là một người cao thủ bên ngoài những người đó không một ai dám kêu la chỉ có thể nói rằng những người đó đều bị đánh cho thê thảm việt thiên niên đương nhiên biết rõ những người anh ta mang đến dũng mãnh bao nhiêu càng biết rõ được tính cách của những người đó nếu như chiếm được ưu thế chắc chắn rằng âm thanh hô to đã phải khác nhau hai chân của ông chủ quán cá run run đi đường cũng siêu vẹo run rẩy đi về phía của diệp vô phong người Người anh em, cái đó, anh không có bị thương chứ?" Bạch Tinh Đông nói, "Ông chủ, anh ấy tất nhiên là không bị thương rồi. Chuyện đêm nay, ông cũng đừng nên can thiệp." Việt Thiên Nhiên rốt cuộc cũng đã tỉnh ngộ, "Này, người anh hùng này, anh nói xem tôi nên bồi thường như thế nào đây?" Diệp Vô Phong nói, "Tôi đã nói rồi, đập bể cái gì thì đền gấp 10 cái đó. Những cái bàn trà này, còn có mấy cái ghế dựa nữa, ở bên trên đều đã bị đập cho hiện ra nhiều vết nứt đúng không?" Một vết nứt, ít nhất phải bồi thường 100 ngàn. À, Việt thiên niên kinh ngạc la lên một tiếng, trong bụng than thở nói, đây là lừa bịp hay sao? Anh cho rằng đây là nước sơn của xe hơi cao cấp hay sao? Ở đâu ra mà tốn nhiều tiền như vậy? Nhưng những lời này, làm sao anh ta dám nói ra? Ông chủ, phiền ông tính toán một chút, số bàn ghế này, có tổng cộng bao nhiêu vết nứt? Diệp vô phong thoải mái cười nói. Tiểu Nguyệt với đôi mắt lanh lợi linh hoạt chớp mắt một cái, nhìn thấy kẻ xấu bị trừng trị, trong lòng cô bé rất hào hứng. Trong lòng ông chủ quán cá không yên, làm sao mà ông có thể đếm được có bao nhiêu vết nứt, chẳng qua là ông nhìn thoáng qua đống ghế nhựa và bàn trà, thuận miệng nói đại khái có cỡ 10 vết nứt. Tốt, cho dù là có 10 vết nứt đi chăng nữa, Việt thiên nhiên, tổng cộng là 1 tỷ, anh nghe rõ chưa? Diệp vô phong đi đến trước mặt Việt thiên nhiên, tắt một cái, nhẹ nhàng vỗ mặt anh ta. Hiểu rồi, Ông nội, tôi hiểu rồi. Một tỷ, tôi chắc chắn sẽ bồi thường. Nhưng mà trong tay tôi bây giờ lại không có nhiều tiền mặt như vậy. Việt thiên nhiên thật sự kinh hãi. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, tư thế cúi đầu nhận sai. Không không không, còn có cả ba người ở trong quán cá này nữa. Mỗi người 200 triệu. Tổng cộng là một tỷ sáu. Diệp vô phong mỉm cười nói. Hả, không phải chứ. Việt thiên nhiên ngây ngốc, cũng không dám phản kháng. Ánh mắt Diệp vô phong, đánh giá việt thiên niên từ trên xuống dưới bộ dạng không có ý tốt tươi cười nói một tỷ sáu quả thật là hơi nhiều nhưng mà chúng ta có thể mặc cả a à, được vậy thì mặc cả cả người việt thiên niên đang rợn tóc gáy nghe được lời của diệp vô phong lập tức phụ hỏa không ngớt diệp vô phong gật đầu anh chắc chắn là muốn mặc cả đúng không việt thiên niên gật đầu đương nhiên là phải mặc cả rồi người này người anh hùng này anh nói xem nên mặc cả như thế nào Diệp vô phong trầm ngâm nói, như thế này đi, nếu anh không có tiền thì cũng không sao. Một chân của anh, tôi lấy một nửa, xem như là một trăm triệu. Tổng cộng có hai cái đùi, hai cánh tay, toàn bộ bị đánh gãy, xem như là bốn trăm triệu. Sau đó, anh sẽ lấy một tỷ hai trăm triệu, đêm nay thanh toán đủ là được. Bạch Tinh Đồng nghe xong thiếu chút nữa cười thành tiếng, mặc cả như vậy, Việt Thiên Niên chắc chắn sẽ không dám nhận đâu. Tôi không mặc cả nữa, vị anh hùng này. Tôi sẽ đưa 1 tỷ 600 triệu. Anh cứ đưa số tài khoản đây, tôi lập tức cho người chuyển khoản, được không? Việt thiên nhiên bật khóc. Tốt lắm, ông chủ quán cá, 1 tỷ 600 triệu này, lập tức tạm thời chuyển tới sổ kế toán của ông đi. Diệp vô phong mỉm cười nhìn ông chủ quán cá trương 470, đấu võ với mày. Ai? Ông chủ tiệm cá nghe thấy mình bị cuốn vào trận thần tiên đánh nhau, nhất thời chán toát ra toàn mồ hôi, sao mà dám đồng ý chứ? Diệp vô phong lắc lắc đầu, được thôi, nếu ông đã không chịu nhận chút tiền này thì tôi cứ cầm trước. Nói xong, Diệp vô phong nói số thẻ ngân hàng cho Việt thiên niên, chuyển khoản, tôi đợi. Việt thiên niên lấy điện thoại mình ra, dùng cánh tay run rẩy, thật vất vả lướt lướt trên điện thoại, sau đó tiếc núi chuyển 1 tỷ 600 triệu cho Diệp vô phong. Tinh, điện thoại Diệp vô phong vang lên một tiếng, rất nhanh đã có tin nhắn chuyển khoản gửi đến, Diệp vô phong đứng lên, Diệp thiên niên, hôm nay anh rất may mắn đó, vừa hay gặp được tôi. Nếu như gặp được người anh em không dễ nói chuyện của tôi thì cái mạng này của anh, kha kha. Lúc này, mấy người nhân viên bị Diệp vô phong đánh ngã xuống đất giúp đỡ lẫn nhau đã có không ít người bỏ dậy được. Nhưng bởi vì Diệp vô phong ở trong tiệm cá cho nên không có ai dám vào, chỉ dám đứng đợi ở ngoài. Niên thiếu ra, niên thiếu ra, nhìn thấy Việt thiên niên chật vật đi ra khỏi tiệm cá, mọi người lập tức chạy lên đón. Nhiên thiếu gia, thằng nhóc đó là sao vậy? Đúng vậy, rốt cuộc hắn là ai vậy? Mạnh quá. Mấy người là một đám vô dụng, đi, đương nhiên là Việt Thiên Nhiên rất tức giận. Nhưng Nhiên thiếu gia, chúng tôi đều bị thương rồi, cần phải đi bệnh viện. Việt Thiên Nhiên ngồi lên xe của mình tức giận nói, tự đi. Thật ra anh ta cũng bị đánh không nhẹ, cũng cần phải chữa trị. Việt Thiên Nhiên cực kỳ uất ức, còn đặc biệt dặn dò thuộc hạ đi theo dõi hai người Diệp Vô Phong sau đó anh ta lái xe đến quán Thiên Vũ ngay, thầy, con bị người ta đánh. Là người ngoại địa, quán chủ của Vấn Thiên Vũ quán, là Ngưu Vấn Thiên, ở thành phố Liệt Thuận này cũng thuộc hạng cao thủ nổi danh. Vừa nghe thấy Việt Thiên Niên thế mà lại bị đánh, Ngưu Vấn Thiên cũng rất buồn bực, Thiên Niên, ở Liệt Thuận này còn có ai dám đánh con. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Việt Thiên Niên không nói rõ chuyện Diệp Vô Phong nhẹ nhàng đánh sáu bảy chục người bọn họ, chỉ ậm ờ nói có một người ngoại địa ức hiếp bản thân, khi không chịu nổi nữa đã có xung đột đánh nhau với đối phương ai mà biết được bốn vệ sĩ của mình lại không phải đối thủ của người ta như vấn thiên cười ha ha thiên nhiên con đấy bảo con chăm chỉ luyện võ thì con lại không nghe thấy chưa bây giờ ăn khổ rồi đúng không không sao con biết người ngoại địa kia ở đâu không thầy phái mấy sư huynh đệ của con đi đến đấy dạy bảo tên đó một chút là được lúc này đã 10 giờ tối rồi muốn gọi nhiều người quá thì không dễ dàng chút nào, Việt thiên niên nghiến răng nói thầy, con thấy hay là thầy tự mình đi đến đó áp trận thì tốt hơn. Ngoài ra, bất cứ sư huynh nào đi thì thưởng cho 30 triệu làm phí vất vả. Bất luận thế nào thì cũng phải đánh gãy hai chân của người ngoại địa đó cho con. Muốn đánh gãy hai chân sao? Như vấn thiên có chút khó xử, thiên niên, như vậy là phạm pháp đó. Việt thiên niên nói thầy, bố con là chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị ở liệt thuận này nha. Tùy tiện nói một câu, khẳng định không ai hỏi tội của thầy. Thầy lo lắng cái gì chứ? Nhanh phái mấy sư huynh đệ đến đó cho con là được. Được rồi, thầy bảo Nghiêu Giác đi gọi người giúp con vậy. Con trai lớn của Nghiêu Vấn Thiên là Nghiêu Giác, ở thành phố Liệt Thuận này cũng là một cao thủ nổi danh, mặc dù là ở trước mặt Việt câu tử, bố con Nghiêu thì cũng được đối đãi như khách quý. Việt Thiên Nhiên nói, tốt quá rồi, có Nghiêu Giác sư huynh đem người đi thì con yên tâm rồi chỉ là nếu như thầy đi thì sẽ thưởng 300 triệu. Ồ, tuy Nhiêu Vấn Thiên tỏ ra bộ dạng không yêu tiền, nhưng khi Việt Thiên Niên mở miệng là ba 30 triệu, ông ta vẫn động tâm rồi, được thôi, con chỉ cần điều tra rõ ràng tên ngoại địa đấy ở đâu, thầy đem các đồ đệ đến đó. Tuy ông ta cho rằng, không cần thiết phải đi nhiều người như thế, nhưng các đồ đệ của ông ta đi theo một chuyến là có thể kiếm được ba 30 triệu. Ông ta là một người thầy, đương nhiên mong các đồ đệ kiếm được chút chỗ tốt sau khi Việt Thiên Niên rời đi, như Vấn Thiên tập hợp người của ông ta lại, ở Vấn Thiên Vũ Quán đợi tin tức của Việt Thiên Niên. Thầy, không phải chỉ là một đôi tình lữ người ngoại địa thôi sao, có mạnh hơn nữa thì có thể mạnh đến đâu. Cần chúng ta đi nhiều người như thế. Đúng vậy thầy, thầy không cần phải tự mình đi, chúng con tùy tiện đem mấy người anh em đi là có thể thu thập hắn ta rồi. Đúng vậy bố, chỉ cần con cũng có thể thu thập tên kia rồi. Các đệ ai cũng không phải đi. Nghiêu giác thể hiện sự cơ bắp của mình, dáng vẻ rất hùng tráng. Nghiêu vấn thiên đã thay một bộ võ phục màu đen, hoạt động tay chân, nghe thấy những lời nghị luận như thế không khỏi cau mày nói các con hiểu cái gì. Tối nay, bất cứ ai đi thì đều có 30 triệu. Đây đều là thiên niên nói. Wow, 30 triệu, các đồ đệ nhất thời đều trợn tròn lên. Wow, nhiều như vậy, con nhất định đi. Con cũng đi. Đúng rồi thầy, tuy võ công của thằng hai có chút kém nhưng đây là 30 triệu đó. Gọi nó đi cùng đi. Đúng vậy thầy, còn có tam oai, thằng nhóc này lười, bây giờ còn chưa dậy nữa. Cũng gọi nó đến đi. Như trùng thiên gật đầu, nhanh đi gọi đi, nhanh lên, dù sao nhà thiên nhiên cũng có tiền, người nào đi đều có phần, ha ha. Lúc hai người Diệp Vô Phong về đến khách sạn, bọn họ tách ra tự mở cửa phòng của mình ra, sau đó Diệp Vô Phong đi tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi anh vừa tắm xong, đang nằm trên giường chơi điện thoại thì có tiếng gõ cửa. Vào đi, Diệp vô phong tùy tiện nói. Sang rắc, cửa phòng mở ra, Bạch Tinh Đồng chỉ mặc một bộ quần áo ngủ, đầu tóc vẫn còn ướt súng, rất có sự quyến rũ của phụ nữ tắm xong rồi à. Ừm, cô còn có chuyện gì không? Ánh mắt của Diệp vô phong vẫn ở màn hình điện thoại. Bạch Tinh Đồng nhìn anh một cái, đi đến bên cạnh giường, trực tiếp ngồi bên cạnh anh, chẳng lẽ anh không cảm thấy Tìm tôi thì nên có chuyện sao?" Ách, Diệp Vô Phong theo bản năng mà xê dịch ra ngoài một chút, đừng như thế. Bạch Tinh Đồng trực tiếp bổ nhào lên, giang hai cánh tay ra ôm lấy Diệp Tinh Đồng, nhân cơ hội mạnh mẽ hôn lên mặt anh. Hai người ma sát như vậy khiến áo ngủ bị mở ra, Bạch Tinh Đồng không kiêng nể gì mà dán lên người anh. Ai mà biết còn chưa làm bước tiếp theo thì đột nhiên nghe thấy điện thoại cố định của gian phòng kêu lên. Bạch Tinh Đồng nói, không cần quan tâm đến nó chúng ta tiếp tục. Diệp vô phong nhân cơ hội đẩy cô ta ra, được rồi, tôi đi nghe điện thoại trước. Bạch tinh đồng hầm hực nhìn anh đi nghe điện thoại, đến cả quần áo ngủ cũng không thèm phủ thêm, cứ để cơ thể mình như thế lộ ra ngoài, dù sao thì trong phòng cũng rất ấm. Diệp vô phong cầm điện thoại lên nghe thì nghe thấy một giọng nói, nếu như mày còn là đàn ông thì ra ngoài một chuyến, tao đợi mày. Hả, mày là ai? Diệp vô phong cảm thấy rất kỳ lạ, gọi nhầm rồi sao? không phải mày đánh người ở tiệm cá sao lẽ nào nhanh như thế mà đã quên rồi có gan thì đến đây đi tao đấu võ với mày điên à ngoài trời lạnh như thế tao không có hứng thú diệp vô phong thật sự là chuẩn bị dập máy rồi nếu như mày không ra thì tao sẽ đến phá cửa của mày mày tin không hiển nhiên là đối phương rất cố chấp diệp vô phong dập điện thoại cạnh một cái bạch tinh đồng hỏi sao thế có người muốn đấu võ với tôi nếu như không ra thì sẽ đến phớ cửa. Diệp vô phong thành thật nói. Không cần quan tâm đến hắn, Bạch Tinh Đồng rất thẳng thắn. Audio điện tử võ tấn bền. chương 471, trượt chân. Nhưng mà Diệp vô phong lại cảm thấy đây là một cơ hội rời khỏi Bạch Tinh Đồng. Vì thế Diệp vô phong bắt đầu mặc quần áo. Anh, Bạch Tinh Đồng bật dậy, ôm lấy anh từ phía sau, đừng, đừng đi. Diệp vô phong khẽ cắn môi, đẩy tay cô ta ra ở liệt thuận tôi phải đối mặt với bất kỳ khiêu chiến nào được tôi đi với anh bạch tinh đồng khoác thêm một cái áo ngủ bước nhanh về phía gian phòng của mình em đi thay quần áo cô không nên xuất hiện cứ ở trong sảnh lớn của khách sạn là được diệp vô phong biết nếu việt thiên nhiên tìm người trả thù thì chắc chắn nhân số sẽ không ít hơn nữa chắc chắn sẽ có cao thủ ừm bạch tinh đồng trong bộ đồ ngủ giọng nói vô cùng dịu dàng Nghiêu Vấn Thiên mặc một bộ quần áo luyện công màu đen, khí thế mạnh mẽ đứng trước quầy ba, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cầu thang. Khoảng thời gian này có rất ít khách ra ngoài, như vậy chắc chắn là Việt Thiên Niên đang tìm người. Nghiêu Vấn Thiên thậm chí còn không thèm hỏi người trẻ tuổi ở nơi khác kia tên là gì, có quan hệ gì. Một trăm ngàn tệ đủ để ông ta từ bỏ bất cứ nguyên tắc gì. Khi Diệp Vô Phong mặc một bộ quần áo mỏng cùng bạch tinh đồng đi từ trong thang máy ra, ánh mắt của Diệp Vô Phong và Ngưu Vấn Thiên đã đụng vào nhau một vái, cả hai đều biết đây chính là người mình muốn tìm. Ngưu Giác cao to vạm vỡ quan sát Diệp Vô Phong một cái, sau đó lập tức lộ ra nụ cười khinh thường, chính là mày. Dám đánh niên thiếu, thật là to gan mà. Ha ha, đến đây đi, thằng nhãi. Diệp Vô Phong nhìn chằm chằm vào Ngưu Vấn Thiên, anh là người muốn so võ với tôi sao? Lúc này nhân viên phục vụ ở quầy ba đang run cầm cập, cô ta không thể ngăn cản được, là dân bản xứ cô ta biết cái người tên nghiêu vấn thiên này không dễ chọc công thêm với việc cô ta nghe được là diệp vô phong chọc tới việt thiên nhiên người tên diệp vô phong này chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt nếu như nghiêu vấn thiên muốn làm việc ở sảnh lớn khách sạn có khả năng nhân viên phục vụ này sẽ bị hù chết nghiêu vấn thiên lộ ra một nụ cười dữ tận ừm võ quán vấn thiên nghiêu vấn thiên xin được chỉ giáo diệp vô phong nhìn về phía bạch tinh đồng ở im trong sảnh lớn, đừng đi ra ngoài. Sau đó Diệp Vô Phong đi đến bên cạnh Nghiêu Vấn Thiên, bên ngoài rộng rãi hơn. Trong lòng Nghiêu Vấn Thiên không nhịn được âm thầm khen, đàn ông đích thực. Đối mặt với bảy người bên mình mà không chút nào lùi bước, hơn nữa còn có thể an ủi người phụ nữ của cậu ta, để cô ta ngồi ở sảnh lớn chờ. Sư huynh đệ của Nghiêu Giác dùng ánh mắt không thân thiện nhìn Diệp Vô Phong. Thế mà Bạch Tinh Đồng lại thật sự ngồi xuống ghế sofa trong sảnh lớn, mỉm cười nói với Diệp Vô Phong, anh đi đi, nhớ về sớm một chút. Nụ cười của Bạch Tinh Đồng đột nhiên khiến ánh đèn trong sảnh lớn trở lên sáng hơn rất nhiều. Sau khi sáu sư huynh đệ của Ngưu Giác nhìn thấy nụ cười của Bạch Tinh Đồng thì trong lòng cũng trở nên mềm nhũn, người phụ nữ này quá đẹp. Diệp Vô Phong trực tiếp đi qua mấy người anh em của Ngưu Vấn Thiên, sau khi ra khỏi khách sạn, anh có thể nhìn thấy ở bên ngoài khách sạn còn có hơn 20 người đang đứng trong tay mấy người này đều cầm dao súng gậy côn, dáng vẻ oai phong khí phách, bên trên quần áo luyện công đều được in một dòng chữ, võ quán vấn thiên. Những người này đồng thời xuất hiện ở đây, quả là áp lực lớn đối với bất cứ người nào. Nếu như lá gan diệp vô phong hơi nhỏ một chút thì chỉ sợ đã bị cảnh tượng này dọa cho chạy ngược trở lại. Như vấn thiên dẫn theo bảy đồ đệ đứng ngay phía sau lưng diệp vô phong, nếu như diệp vô phong lùi về thì chính là hai mặt đều có địch đây cũng chính là thiết kế của Ngưu Vấn Thiên, thằng nhãi, cho dù mày không bị dọa đái ra quần thì mày cũng phải đối mặt với tình huống khó khăn lớn nhất. Những người này ngày ngày tập võ, rất biết cách đánh người. Ở trên tầng 3 của một tòa nhà đối diện khách sạn, Việt Thiên Niên đang cầm một cái ống nhỏm quan sát tình huống bên dưới tầng, nhìn thấy Diệp vô phong một mình đối mặt với hơn 20 người, trong lòng Việt Thiên Niên tràn đầy tự tin, oa ha ha ha. Thằng ở nơi khác kia, tao muốn nhìn thấy mày răng rơi đầy đất lúc này mấy đệ tử kia đáng thảo luận sôi nổi không phải chứ chỉ có một người thôi sao vãi lìn chỉ có một người chúng ta đứng đây thôi cũng đủ để dọa chết nó rồi còn cần chúng ta ra tay sao một mình như giác cũng đủ để đè chết anh ta nhìn cái cơ thể nhỏ bé của anh ta kìa tôi thực sự rất xem thường luôn chỉ là một người nơi khác mà dám kiêu ngạo như thế đây chính là điển hình của việc không có chuyện gì mà cứ thích đi tìm hành để ăn tìm hành để ăn nố no, nố no, nố no. anh ta chỉ đơn giản là muốn ăn hành thôi ha 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 trong lúc bọn họ đang bàn luận khinh thường thì diệp vô phong đã chạy tới đứng vững trước mặt bọn họ diệp vô phong tay không đối mặt với một đám đệ tử võ quán tay cầm vũ khí nhưng không một chút sợ hãi anh chỉ cất giọng hỏi việt câu tử không tới sao hả thằng nhóc này quá là vinh váo rồi nhỉ biệt danh của anh việt là thứ mày có thể gọi thẳng sao đúng vậy Chẳng nhẽ thằng nhãi này không biết anh Việt tên là Việt Trình Đường? Có muốn tao dạy dỗ lại mày không? Thằng nhãi này dám không tôn kính với anh Việt, thằng nhãi này chán sống rồi à? Thằng nhãi, mày mau lại đây, tao sẽ thay anh Việt dạy dỗ lại mày. Đừng dày vò tốn thời gian nữa, nhanh chóng lên đi. Diệp Vô Phong cười nhạo, Việt Câu Tử là con rùa đen rút đầu, không dám ra mặt, còn gọi đám tôm tép các người đen góp cho đủ số lượng, thật là buồn cười mà như vấn thiên nghe xong câu này thì trong lòng hơi động chẳng nhẽ người trẻ tuổi này tới liệt thuận chỉ để dạy dỗ anh việt vậy chuyện này xem như nguy rồi kẻ đến không có ý tốt như giác hét lớn lên một tiếng tiếng hét như sấm tên hỗn láo dám mắng anh biệt nếu mày đã không muốn sống thì tao sẽ cho mày toại nguyện bục chát chát như giác đi tới bên cạnh diệp vô phong bắt đầu vung quyền đánh đấm Wah. Nghiêu giác vừa ra tay thì lập tức có 6 tên đệ tử võ quán cầm các thanh gậy sáp ong lao đến, đứng xem nghiêu giác với Diệp vô phong chiến đấu trong khoảng cách gần, ai nấy cũng kích động, chuẩn bị có thể vung gậy đánh bất cứ lúc nào. Đối với người giang hồ bình thường mà nói, 6 người tạo thành trận pháp gậy chắc chắn là đường chết. Kết quả chỉ có thể bịp người ta đánh đến không biết Đông Tây Nam Bắc, bị đánh đến cả mẹ cũng không nhận ra. Đây cũng là thủ đoạn nghiêu vấn thiên dùng để đối phó kẻ địch mạnh dưới tình huống bất đắc dĩ. Nhất là bây giờ đang là mùa đông, bị gậy sáp ong đánh mạnh lên người, cái cảm giác đó phải nói là vô cùng khó chịu. Việt Thiên đứng ở nơi xa nhìn thấy cảnh tượng này thì cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cười ha ha nói, tên khốn nạn, tao xem bây giờ mày còn có thể trâu bò nữa không? À, một quyền của Nhiêu Giác xé gió lao tới. Diệp vô phong lùi bước xoay eo, hơi cử động đánh một quyền vào bên phải Nhiêu, hai chân Nhiêu Giác lập tức hủy xuống đất, rầm một tiếng, cả mặt đất đều rung lên. Hả, à, sư huynh nghiêu giác, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thằng nhãi này biết phép thuật sao? Tại sao sư huynh nghiêu giác lại ngã sắp xuống, chẳng nhẽ trên mặt đất VPS cục gạch sao? Ai ngáng chân sư huynh nghiêu giác khiến sư huynh bị trượt chân vậy? Trong này có vài người mở to mắt chém giáo, rõ ràng nghiêu giác bị diệp vô phong đánh ngã nhưng hết lần này tới lần khác nói là bị trượt chân. Mà Nghiêu Vấn Thiên ở rất gần với chỗ Nghiêu Giác bị đánh ngã sắp xuống cho nên thấy rất là rõ ràng, trong lòng ông ta không khỏi kinh ngạc cao thủ. Mặc dù chiêu thức diệp vô phong sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần lùi bước xoay người rồi vung quyền ra là được, nhưng điều quan trọng là anh có thể áp dụng chiêu thức này một cách vô cùng thích hợp, mang đến hiệu quả vô cùng to lớn. Hơn nữa bộ pháp nhìn như đơn giản nhưng lại vô vùng huyền ảo, chỉ cần bước sang bên cạnh nửa bước là có thể tránh được một quyền lớn của Ngưu Giác. chương 472, Hổ Lạc giữa bầy cừu. Sau khi nhận biết được như vậy xong, Ngưu Vấn Thiên không dám tự tiện ra tay. Ông ta là người đứng đầu của võ quán Vấn Thiên đó. Nếu ông ta mà bị một chiêu đánh bại thì ông ta biết phải giấu mặt mũi đi đâu. Lấy sự hiểu biết của ông ta đối với Ngưu Giác, cho dù là Ngưu Vấn Thiên ông ta muốn chiến thắng con trai Ngưu Giác thì cũng phải cần ít nhất mười mấy chiêu, hơn nữa còn chiến thắng một cách vô cùng miễn cưỡng. Ngưu Vấn Thiên đã đạt tới cảnh giới tông sư, ở Liệt Thuận cũng là một võ sư cấp một, đã bao giờ ông ta sợ lời khiêu chiến của bạn bè Giang Hồ. Nhưng lần này trong lòng ông ta không ổn. Lên, như vấn thiên vung tay ra hiệu cho sáu đệ tử đang xếp trận pháp gậy sông lên. a à, a à, sáu à, thanh gậy sáp ong mang theo tiếng gió, múa may lung tung khiến người ta loạn cả mắt gù cả tai. Bản thân Nghiêu Vấn Thiên cũng đã từng tự mình thử qua, ở dưới tình huống sáu tên đệ tử đang phát huy toàn lực, cho dù trong tay ông ta có vũ khí nhưng cũng rất khí xông ra được khỏi trận pháp gậy này được, lần nào cũng đỡ trái thì hở phải, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Những thanh gậy trong trận pháp gậy đồng thời đánh tới ở những góc độ khác nhau. Cơ thể Diệp vô phong lập tức biến hóa, trực tiếp đến bên cạnh một tên đệ tử yếu nhất trong sáu tên đệ tử, cướp lấy gậy trong tay đối phương. Đồng thời còn dùng khuỷu tay đánh tại tên đệ tử kia, sau đó xoay người quay eo đá một khát khiến tên đệ tử kia bay ra khỏi trận pháp gậy thật ra như vậy cũng coi như là đang cứu tên kia, bởi vì nếu như tên đệ tử kia còn ở trong trận pháp thì rất có thể sẽ nhận được tổn thương vô cùng khủng khiếp. Trong tay Diệp vô phong có gậy, bụp bụp bụp, âm thanh phang nhau vang lên bên tai không dứt mặt khác năm tên đệ tử kia cũng liên tục kêu la thảm thiết không dứt cây gậy trong tay rơi xuống đất, tất cả đều sợ hãi lùi lại, giống nhau là một con thỏ con bị giật mình. a à, à, à. ai ra, đau quá, trời ơi cánh tay của tôi gãy mất. Năm người phân biệt trốn ở năm hướng khác nhau, nổi bật lên Diệp Vô Phong đang đứng hiên ngang một chỗ. Diệp Vô Phong chống gậy đứng, hờ hững nhìn Ngưu Vấn Thiên, ông Ngưu, không cần phải cho mấy con tôm con tép này ra sân đâu, ông nên tự thân tới đi. Ngưu Vấn Thiên kinh hãi, ông ta biết Diệp Vô Phong sẽ phá được trận pháp gậy, nhưng ông ta không ngờ Diệp Vô Phong lại phá một cách lưu loát, nhanh chóng và đơn giản như vậy thậm chí vừa nãy lúc Diệp vô phong sử dụng tuyệt chiêu, có một vài chiêu đến cả Ngưu Vấn Thiên cũng không nhìn thấy rõ ràng. Một cao thủ cấp thần trẻ tuổi như vậy tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Ngưu Vấn Thiên đã không còn đường lui nữa rồi, cờ bắp trên mặt ông ta hơi run lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vị anh hùng này, không biết tên của cậu là gì. Diệp vô phong lắc đầu nói, đáng nhẽ ông nên hỏi vấn đề này trước khi đánh, bây giờ đã đánh rồi, có hỏi thì cũng chẳng có tác dụng gì ông Nghiêu, lên đi. Nghiêu Vấn Thiên lấy ra một thanh đao, thanh đao này là một thanh bảo đao, ông ta đã thử qua, nó có thể một phát cắt được 6 đồng tiền mà không hề hấn gì. Vì thế trong mấy năm gần đây, Nghiêu Vấn Thiên đã tốn không ít sức lực cho thanh bảo đao Lam Nguyệt này. Khi thi đấu với bạn bè trong giang hồ, ông ta cũng thường hay sử dụng thanh bảo đao Lam Nguyệt này, thường có tác dụng bất ngờ và thần kỳ, khiến cho vũ khí của đối phương bị cắt đứt, dẫn đến việc luống cuống tay chân, từ đó dẫn đến thua cuộc mà ông ta cũng thử dùng thanh bảo đao lam nguyệt này cắt cây gậy sáp ong giống như cây gậy trong tay Diệp Vô Phong, chắc chắn có thể một phát cắt đứt. Ông ta chậm rãi tiến lên, giữ vững tư thế hiên ngang, nhìn chầm chằm Diệp Vô Phong tới đi. Diệp Vô Phong vùng cây gậy trong tay lên giống như là đang múa may say gió, tiếng xé gió vang lên trong gian, cơ thể Diệp Vô Phong dùng tốc độ vô cùng nhanh lao về phía Diệp Vô Phong. Hay lắm, tính thần nghiêu vấn thiên phấn chấn lên, cơ thể liên tục biến ảo phát huy công lực cấp tông sư của mình phát huy đến cực hạn, vung tay chém một phát khiến cho cây gậy trong tay Diệp Vô Phong bị cắt mất một đoạn. Hửm, cây gậy trong tay Diệp Vô Phong bỗng nhiên trở lên nhẹ hơn, anh lập tức nhận ra có gì không ổn, vội vàng nhảy lùi lại kéo ra một khoảng cách với Như Vấn Thiên, sau đó lại mượn ánh đèn của khách sạn để xem xét cây gậy trên tay mình. Bởi vì thanh bảo đao lam nguyệt của Ngưu Vấn Thiên được mài ra theo góc nghiêng cho nên cây gậy trong tay anh sau khi bị cắt mất một đoạn thì tạo thành một cái đầu bén nhọn ha ha, đau tốt đấy. Cây gậy trong tay Diệp vô phong đã ngắn đi rất nhiều, anh cũng không có thời gian đi tìm cái khác, chỉ có thể sử dụng gậy ngắn như một con đao. Anh dùng một tay cầm gậy hơi múa may lung tung một chút, giống như đang làm quen với chiều dài và trọng lượng của gậy ngắn. Tốt quá! Sư phụ lợi hại! Thằng nhãi kia xong đời chắc rồi. Sư phụ, lần sau ngài nhớ cắt tay của nó nhá. Đừng mà, sư phụ, lần sau ngài nhớ cắt chân của nó để nó trở thành kỵ sĩ một chân. Sư phụ, ngài rạch bụng nó ra xem nội tạng bên trong của nó như thế nào. Đúng vậy, rạch bụng mở màn, chắc chắn sẽ rất thú vị. Nộp mạng đi, Ngưu Vấn Thiên cảm thấy mình đang chiếm lợi thế thì lập tức cầm chặt lấy bảo đao Lam Nguyên, chiêu thức cuồn cuộn đánh về phía Diệp Vô Phong. Từ khi Diệp Vô Phong biết thanh bảo đao Lam Nguyệt này sắc bén như thế thì đã âm thầm chuẩn bị xong tư tưởng. Diệp Vô Phong, người giống như đang không chiếm lợi thế lùi lại hai bước, vùng cây gậy lên, thế mà cây giật lại bị cắt mất chừng 20cm. Tốt lắm, các đệ tử của Ngưu Vấn Thiên đang lớn tiếng giả thét cổ vũ cho sư phụ của mình. Diệp vô phong thay đổi tư thế, trong vừa lạ lùng vừa quỷ dị, gậy ngắn trong tay không tiếp tục va chạm với bảo đao của Ngưu Vấn Thiên nữa, lần nào cũng tránh kịp thời. Ngưu Vấn Thiên không hề kiêng kỵ, bảo đao cứ mua lên về phía Diệp vô phong. Vụt, Diệp Vô Phong đột nhiên lấy gậy ngắn làm kiếm, dùng một chiêu vô cùng đơn giản đâm thẳng về phía Ngưu Vấn Thiên. Hả, Ngưu Vấn Thiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, cánh tay phải của ông ta bị trúng chiêu, bị đâm vào nách. Hai người lập tức dừng lại. Gây ngắn trong tay Diệp Vô Phong vẫn còn đang ở bên trong nách của Ngưu Vấn Thiên, đứng yên bất động. Ai ra? Sư phụ! Trời à, thế mà anh ta có thể đâm trúng vào sư phụ! Trong tiếng kêu kinh ngạc của các đệ tử, leng keng một tiếng bảo đao lam nguyệt trong tay như vấn thiên rơi xuống đất cậu thắng như vấn thiên lạnh nhạt nói diệp vô phong rút gậy ngắn ra máu tươi từ trong nách như vấn thiên phun ra mãnh liệt sau khi kêu thảm một tiếng như vấn thiên nhanh chóng lùi lại đồng thời hét kên lên cho tôi đánh chết cậu ta lúc này như giác đã bỏ dậy vung một cây giáo hồng nha mua may giống như là du long sau một chiêu múa giáo các đệ tử đồng loạt xông lên Nhiêu vấn thiên kinh nháy mắt với hai đệ tử ở bên cạnh, Tam Oai, bên trong còn có một người phụ nữ. Tam Oai lập tức hiểu ý, rút sao ra, nhanh chóng đi vào sảnh lớn ở tầng một của khách sạn. Mục đích của Nhiêu vấn thiên rất đơn giản, muốn Tam Oai bắt lấy cô gái trẻ tuổi kia để áp chết Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong đang bị bao vây sử dụng toàn lực, một chiêu đánh bay một người. À à à, ôi mẹ ơi, ao 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 các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên xen lẫn với tiếng vũ khí rơi xuống đất những chỗ diệp vô phong đi qua là chỗ các đệ tử thất bại ngã xuống như thủy triều có cảng chạy té khói bụp bụp cây gậy ngắn trong tay diệp vô phong chỉ đông đánh tây không ngừng đánh lên bắp chân chán sau gáy của máy đệ tử kia tiếng bụp bụp vang lên liên thanh không đến 2 phút sau hơn 20 đệ tử thì có chừng 17, 18 người đang nằm la liệt dưới đất, còn lại mấy người thì đã chạy trốn. Đồ khốn nạn, tam oai thật là vô dụng, có mỗi việc bắt phụ nữ thôi mà tại sao lại lâu như vậy? Ngưu vấn thiên oán giận nói. Ngưu giác nhanh chóng chạy vào trong khách sạn, chương 473, mất tự nhiên. Vô liêm sỉ, Diệp vô phong cũng nhanh chóng lao về phía cửa khách sạn. Ngưu vấn thiên đã nhặt lại bảo đao Lam Nguyệt, bắt đầu múa đao tiến hành ngăn cản. Nhưng bởi vì cánh tay ông ta bị thương, cho nên động tác múa đao kém hơn rất nhiều. Bục một cái, Nghiêu Vấn Thiên bị Diệp Vô Phong đập gậy trúng vài gáy. Đầu óc Nghiêu Vấn Thiên choáng váng, sao bay đầy trước mắt, ông ta cảm thấy hai chân đồng thời đau đớn, rắc. Thế mà xương đùi của ông ta bị đánh gãy mất. Dầm, Nghiêu Vấn Thiên ngã xuống đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tam oai cầm dao sông vào khách sạn, bộ dáng hung hăng đi về phía Bạch Tinh Đồng đang ngồi trên ghế sofa, em gái, mau tới đây. Đi ra ngoài một chuyến với ông đây. Hả? người kinh ngạc hét lên chính là nhân viên phục vụ ở quầy ba kia cô ta vừa nhìn thấy tam oai cầm dao bước vào thì lập tức bị dọa đái ra quần sau đó ngồi phịch xuống ghế khóe mắt vô ta nhìn về phía bạch tinh đồng cô ta vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái tưởng như yếu đuối kia đang đánh nhau bùm bụp với thanh niên cầm dao kia nghiêu giác xông tới đang định cùng tam oai vây bắt bạch tinh đồng thì đột nhiên đã cảm thấy sau gáy bị ăn một phát đánh á à, hai mắt nghiêu giác tối sầm lại ngã xuống mặt đất Ai, Tam Oai vừa nói ra một câu như vậy đã bị Bạch Tinh Đồng đá một phát trúng má trái gã ta, sau đó Bạch Tinh Đồng nhân lúc gã ta đang chánh choáng bồi thêm một cú đấm ở trên chán. Dầm, Tam Oai không kịp rên lên một tiếng đã ngã xuống đất chết lâm sàng. Nhân viên phục vụ nữ kia đã hoàn toàn sợ đến mức choáng váng, đây là tình huống gì? Quá lợi hại. Tình hình bên ngoài sao rồi? Bạch Tinh Đồng nhìn ra bên ngoài khách sạn. Đã đánh tan tác, Diệp vô phong mỉm cười nói cái tên Việt thiên niên kia đâu, có thấy xuất hiện không? Bỗng nhiên Bạch Tinh Đồng quan tâm đến tên này. Diệp Vô Phong nói, chắc là đang trốn ở cái khe cống ngầm nào đó. Bạch Tinh Đồng lao người xông ra bên ngoài, đi tìm anh ta. Diệp Vô Phong đành phải đi theo ra bên ngoài, ánh đưa mắt nhìn xung quanh, lập tức phát hiện Việt thiên niên đang cầm ống nhòm quan sát ở tầng 3 của một tòa nhà cách đây hơn 300 mét. Ở bên kia, Diệp Vô Phong chỉ về phía của Việt thiên niên. Chạy đi đâu, Bạch Tinh Đồng chạy như bay, Diệp Vô Phong lại đuổi theo, khi đi ngang qua mấy đệ tử bị đánh bại, mấy cái tên đệ tử đang nằm dưới đất cố gắng tránh xa Diệp Vô Phong, có chết cũng không dám khiêu chiến với vị cao thủ cấp thần này. Việt Thiên Nhiên nhìn qua ống nhòm thấy Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng đang đi về phía này, chỉ còn cách anh ta có mười mấy mét. Mẹ nó, Việt Thiên Nhiên lập tức đóng cửa xe, khởi động ô tô, dự định liều mạng xông về phía trước. Grừm, động cơ xe gào thét hả tại sao xe của mình lại bị nhấc lên cao như vậy con mẹ nó rốt cuộc có chuyện gì việt thiên nhiên vô cùng kinh ngạc khi anh ta vừa nhìn về phía trước xe thì lập tức bị dọa cho choáng váng tại chỗ hóa ra diệp vô phong đang đứng ở trước xe hai tay nắm chặt lấy lấy phần phía trước xe nhấc chiếc xe lên khiến cho hai bánh trước của xe cách mặt đất bạch tinh đồng ghét lên không được thả anh ta đi được diệp vô phong lại dùng sức nhấc con xe kia lên khiến cho nó bị lật ngang á à, việt thiên niên đã hứng chịu đủ nỗi sợ hãi anh ta kêu la thảm thiết không dứt giống như một con heo bị làm thịt dầm bạch tinh đồng kéo cửa xe ra thấy anh ta vẫn dòng đang kêu thảm thì không nhịn được nhíu mày nói uổng công anh là đàn ông con trai có gì đâu mà phải sợ đến như thế mau đi ra đây anh không có bị thương đâu việt thiên niên khó khăn bì ra khỏi xe anh ta không dám ra tay với diệp vô phong chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ diệp vô phong xử lý Ai có thể tưởng tượng được cậu Việt thiên niên tung hoành không sợ gì lại ngoan ngoãn như thế. Anh ta quả thực đã bị sức chiến đấu của Diệp Vô Phong làm cho sợ hãi. Bạch Tinh Đồng kéo Việt thiên niên, khi trở lại cửa khách sạn, Diệp Vô Phong kéo thêm luôn cả Nghiêu Vấn Thiên vào trong khách sạn. Nghiêu Giác ở trong sảnh lớn cũng vừa mới tỉnh lại, anh ta bị dọa đến run lẩy bẩy, đúng quần ướt súng. Anh ta đã bị sức chiến đấu của Diệp Vô Phong làm cho bị sang chấn tâm lý. Diệp vô phong nói, tranh thủ gọi điện cho Việt câu thảm nói con của gã ta với Nhiêu Vấn Thiên đã bị tôi bắt, muốn chuộc người thì mang 20 triệu tệ tiền mặt tới chuộc. Nhiêu giác rụt cổ lại, đáp ứng một tiếng, thấy bố mình bị đánh gãy hai chân, muốn chạy cũng không chạy được thì không khỏi lo lắng nói, cái đó, vị anh hùng này, bố tôi bị gãy chân, cần phải đi chữa trị. Chữa trị, vật tôi hỏi anh, hết như bố anh đánh gãy chân của tôi, liệu anh có đưa tôi đi chữa trị không? Diệp vô phong nhìn Nhiêu giác. Hả, Nghiêu Giác giật mình, tôi không biết. Cút, Bạch Tinh Đồng đạp một phát tới, như Giác xoay người chạy. Bạch Tinh Đồng đạp chúng Nghiêu Giác, cảm thấy bên trên giày hơi lấp lánh, không khỏi cúi đầu nhìn, vừa nhìn đã cảm thấy buồn nôn, trời ạ. À. Thế mà tên này sợ tè ra quần. Ha ha, Diệp vô phong lôi Nghiêu Vấn Thiên đi vào thang máy. Nghiêu Vấn Thiên đau đớn kêu la thảm thiết không ngừng, anh hùng, nhẹ một chút. Diệp vô phong dẫm một phát lên cái chân bị gãy của Nghiêu Vấn Thiên, như Vấn Thiên, ông là một cao thủ cấp tông sư, thế mà không biết lối công hiến cho xã hội, ngược lại còn trở thành chó săn của Việt câu tử, con mẹ nó cái mặt mo của ông để ở chỗ nào hả? Bây giờ còn dám cầu xin tha thứ. Á, à, dưới cơn đau đớn kịch liệt, cả người Như Vấn Thiên không ngừng run rẩy. Bạch Tinh đồng nhíu mày nói, được rồi, đừng dậy dỗ ông ta nữa, nhìn mất tự nhiên. Đến bây giờ Ngưu Vấn Thiên mới biết, cô gái tên Bạch Tinh Đồng chính là Bồ Tát trái tim quá lương thiện. Nghiêu vấn thiên vẫn rên rỉ không dừng, muốn tranh thủ lấy được sự đồng tình của Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng không khỏi ngạc nhiên nói, uổng công ông là một vị cao thủ cấp tông sư, có chút đau đớn ấy thôi mà cũng không chịu được. Uổng công ông còn có cái tên hoành tráng nư, vấn thiên, tôi thấy ông nên trực tiếp đổi thành chó hùng đi cho rồi. Cái mặt mo của Nghiêu vấn thiên đỏ bừng, ngậm miệng lại không rên gì nữa. Khi Việt thiên niên nhìn Diệp vô phong dạy dỗ Nghiêu vấn thiên, anh ta không dám chớp mắt lấy một cái, anh ta cũng bị dạo đến cả người run rẩy, suýt chút nữa là bị dọa ngất. Việt thiên nhiên, anh qua đây xíu. Sau khi kéo Việt thiên nhiên vào trong phòng của Diệp vô phong, Bạch Tinh Đồng ngoắc ngón tay với anh ta. Cả người Việt thiên nhiên run rẩy, hai răng cắn vào với nhau, á, à, nữ anh hùng, cô tìm tôi có việc gì? Bạch Tinh Đồng nói, anh chói nhiều vấn thiên lại cho tôi, nếu như anh mà chói không chắc thì cứ cẩn thận hai tay hai chân của mình. Hả? được được tôi đảm bảo sẽ trói chặt lúc này việt thiên nhiên làm gì còn nghĩ đến tình thầy trò với với Ngưu vấn thiên nữa anh ta tìm một sợi dây thừng vô cùng chắc chắn sử dụng kỹ thuật buộc thắt mình học cả đời sử dụng tới trình độ cao nhất quả nhiên đã trói Ngưu vấn thiên thành một cái bánh trưng Ngưu vấn thiên đáng thương bị đồ đệ của mình trói thành một cái bánh trưng ông ta đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dùng ánh mắt cầu xin thương xót nhìn việt thiên nhiên đáng tiếc người đồ đệ này của ông ta lại làm như không thấy gì lúc trói tới cái chân bị gãy của ông ta cũng không hề có chút gì gọi là muốn giảm sức lực trên tay, khiến như Vấn Thiên đau đến ngất đi. chương 474, lấy chân ra. Sở dĩ Việt thiên nhiên vô tình như thế là vì muốn lấy lòng hai người diệp vô phong, hy vọng mình có thể chịu ít tra tấn một chút. Như anh hùng, đã chói chặt rồi. Việt thiên nhiên nở nụ cười lấy lòng, trong lòng anh ta thầm nghĩ, đợi bố ông đây đến, cho dù bọn mày có dập đầu cầu xin thì tao cũng không tha cho mày đàn ông thì chắc chắn phải đánh gãy tứ chi, sau đó trực tiếp ném xuống sông, còn phụ nữ thì trước tiên phải mình dùng trước, sau đó lại ném cho các anh em, nhất định phải giày vò cô ta đến chết mới thôi. Cái gì, thiên nhiên bị bắt, sau khi Việt câu tử trở lại liệt thuận, vốn dĩ gã ta đang định xử lý tế nguyễn đã bỏ trốn mất dạng nhưng lại nghe được tin con trai bị bắt, gã ta lập tức tức giận đối phương là ai? Là câu hắc tử sao? Câu hắc tử có địa vị vô cùng quan trọng trong giới giang hồ ở liệt thuận, có xu hướng ẩn muốn chống lại Việt câu tử, bởi vậy người đầu tiên gã ta nghĩ tới chính là Câu Hắc tử. Chắc chắn không phải là Câu Hắc tử, là một người nơi khác. Anh Việt, cái tên ở nơi khác này vô cùng lợi hại. Chuyện là như vậy, Việt câu tử áp chế sự bực bội trong lòng, vất vả nghe thuộc hạ báo cáo, sau đó nổi trận lôi đình, khốn nạn. Tại sao các người có thể để thiên nhiên bị bắt? Hả? Đến cả đối phương là ai cũng không biết, các người chính là đồ vô dụng, vô tích sự đúng đúng anh việt chúng tôi là đồ vô tích sự nhưng chúng tôi biết tên kia ở khách sạn nào hả tốt lắm tôi lập tức dẫn người tới các người xác định tên kia vẫn còn đang ở trong khách sạn kia sao việt câu tử nhanh chóng hỏi hai giờ sáng việt câu tử đã tới cửa khách sạn kia bên cạnh gã ta chỉ dẫn theo bốn người được ông ta gọi là long hổ biêu báo là tứ đại kim cương bên cạnh ông ta cũng là chiến lược mạnh mẽ nhất của gã ta việt câu tử vô cùng tự tin ở thành phố Liệt Thuận này, quả thực gã ta rất khó gặp được kẻ địch, đến cả câu hắc tử cũng không dám chiến đấu trực diện với gã ta. Nhưng mà theo như những gì thuộc hạ báo cáo, cái người trẻ tuổi đến từ nơi khác bầy quá lợi hại, đến cả sư phụ Ngưu Vấn Thiên cũng không phải là đối thủ của tên kia. Việt câu tử nhất định phải cẩn thận, nếu không mấy năm lăn lộn ở giang hồ của ông ta sẽ trở nên vô ích. Báo, cậu đi đến quầy lễ tân của khách sạn hỏi xem có phải là thiên nhiên với yêu phụ Ngưu Vấn Thiên đang ở đây không? việt câu tử ra lệnh đúng lúc này như giác đang âm thầm đi từ đại sảnh khách sạn ra bên ngoài vừa nhìn thấy việt câu tử anh ta lập tức khóc dòng anh việt bố tôi đã bị bắt bị cái tên trẻ tuổi kia bắt thế mà anh ta lại có thể đánh bại bố tôi trời ơi anh việt tôi nên làm cái gì đây anh ta đã đánh gãy hai chân của bố tôi rồi việt câu tử túm chặt lấy như giác như giác cậu nói rõ ràng lại cho tôi có phải thiên nhiên cũng đang ở đây sao đúng vậy sư đệ thiên nhiên cũng bị tên kia bắt tên kia thật sự rất mạnh một chiêu đã đánh tôi ngã xuống đất trời ơi tôi chưa kịp phản ứng gì đã bị đánh cho một cái hình như đến tận bây giờ nghiêu giác vẫn chưa lấy lại tinh thần vẫn chìm trong hồi ức lúc đó mình bị đánh bại như thế nào mạc long ở bên trong tứ đại kim cương lớn tiếng nói anh việt tôi đi dạy dỗ tên nhãi kia việt câu tử lắc đầu đừng không được hành động lỗ máng mạc ơ long mấy người các người chuẩn bị sẵn sàng đi chờ một lát nữa tên kia đi ra chúng ta phải nghĩ cách tập kích nó mạc long nghiêm túc gật đầu dạ mạc long đã từng bàn luận võ công với nghiêu giác mặc dù võ công của nghiêu giác không bằng mạc long nhưng mà mạc long muốn chiến thắng nghiêu giác thì cũng phải tốn không ít sức lực nhưng vừa nãy anh ta cũng nghe nghiêu giác miêu tả đối phương muốn thắng nghiêu giác quả thật cũng không cần phải tốn bao nhiêu sức lực nói như thế thì chẳng kẽ võ công của đối phương đã đạt tới cảnh giới cấp thần sao Mạc Long không thể tiếp thu được, bởi vì trong nhận thức chùa anh ta, anh Việt ở trước mặt đã là người có võ công cao nhất ở Liệt Thuận rồi. Người trực khách sạn tối nay chính là nhân viên nữ sáng nay, có thể nói hôm nay cô ta đã trải qua những chuyện không có cách nào miêu tả được, nếu không phải vì phải kiếm tiền nuôi gia đình thì cô ta đã cắp đít chạy từ lâu rồi, hôm nay khách tới người này vinh náo hơn người kia, người này khí chọc hơn người kia, hơn nữa tất cả đều để lộ bộ mặt hung ác không dễ trêu mặc dù báo tử đã cố làm ra bộ dáng thân thiện nhưng khi anh ta cười một cái còn khó coi hơn cả khóc khiến cho trái tim bé nhỏ của nhân viên phục vụ đập thình thịch không ngừng em gái tôi đến đây để hỏi thăm một người chắc là em cũng biết niên thiếu chứ nhỉ em biết là khách hàng phòng nào đã bắt niên thiếu đi không hả cái này cái này em gái đông bắc mồm mép luôn lưu loát bây giờ lại nói lắp không thể nói thành câu Báo tử nhìn em gái xinh xắn như con thỏ nhỏ bị kinh sợ thì trong lòng ngứa ngáy, không nhịn nổi mấy trong túi ra một tờ 100 tệ, chậm rãi dùng lòng bàn tay đặt lên mu u bàn tay em gái này, em gái, em đừng sợ. Em yên tâm, anh trai làm chủ cho em. Em nói đi, vị khách kia ở gian phòng nào, em có thể gọi điện thoại cho người đó không? Vừa nói chuyện anh ta vừa rút ra thêm 100 tệ dán lên mu u bàn tay của em gái đông bắc này, báo tử không nhịn được muốn sờ cái mu u bàn tay non mịn kia một cái. Hả, anh trực tiếp gọi 8082 cho vị khách mua là được. Tâm trạng của nhân viên nữ kia vô cùng thấp thỏm, trực tiếp đưa máy riêng cho báo tử. Báo tử vô cùng hài lòng gật đầu, ah, ha, rất tốt, em gái, em làm tốt lắm. Anh ta lưu luyến rời khỏi bàn tay của nhân viên phục vụ kia, sau đó còn cười nháy mắt với nhân viên phục vụ nữ một cái. Nhân viên phục vụ cảm thấy trái tim mình sắp vọt ra khỏi cổ họng, sau khi thấy báo tử rút tay về thì mới cảm thấy như được chút gánh nặng đồng thời cô ta cũng giúp tay trở về, không dám nhận 200 tệ kia, chỉ cúi đầu xuống, ánh mắt thấp thỏm không thôi. Báo tử lập tức gọi điện thoại cho Diệp vô phong, alo, xin chào, người nơi khác, tôi muốn biết có phải là anh đã bắt niên thiếu không? Còn bắt cả sư phụ Nghiêu Vấn Thiên. Mâu thuẫn náo loạn tới tận bây giờ, đột nhiên báo tử phát hiện mình thậm chí còn không biết danh tính của đối phiên bản phương. Diệp vô phong nói, anh là Việt câu tử sao? Đang ở quầy lễ tân đúng không? Báo tử đảo hai mắt, a ah, ha, đúng vậy, người nơi khác, tôi khuyên anh mau trả người lại cho tôi. Nếu không anh có tin ông đây đánh gãy hai chân anh không? Cụp, Diệp vô phong trực tiếp cúp điện thoại. Báo tử buồn bực nhìn điện thoại, mẹ nó, thật to gan mà. Dám cúp điện thoại của ông đây, anh ta mọi lại lần nữa nhưng bên kia không có ai nghe. Mười phút sau, cửa thang máy mở ra, Diệp vô phong lôi Việt thiên niên đang bị trói như cái bánh trưng đi ra khỏi thang máy, trực tiếp đi về phía quầy lễ tân, giống như mấy người long hổ hưu báo và Việt câu tử không hề tồn tại. Thiên nhiên, Việt câu tử vừa nhìn thấy con trai thì lửa giận lập tức bốc lên, cắn răng cắn lợi nói thả con trai tao ra. Tên nơi khác kia, rốt cuộc mày là ai? Tại sao mày lại tới liệt thuận? Dầm, Diệp vô phong quăng Việt thiên nhiên lên sàn nhà, sau đó dẫm chân lên người anh ta, hờ hững nhìn Việt câu tử, Việt câu tử. Việt câu tử đang tức giận bước về phía trước một bước, khoảng cách với Diệp Vô Phong chỉ có 3 mét, thằng nhóc, buông con trai tao ra, có việc gì thì thương lượng với nhau. Nhanh lấy chân của mày ra. Diệp Vô Phong thở dài, nghe nói ông Việt là người trượng nghĩa, hà khí vượt cả trời xanh, không ngờ lại người bao che cho con trai một cách mù quáng. chương 475, ông đi tự sát đi. Ít con mẹ nói nhảm, anh bạn nhỏ, mày dám đánh người của võ quán Vấn Thiên. Lại còn bắt thiên niên với sư phụ Nghiêu Vấn Thiên, bây giờ mày nói thẳng đi, rốt cuộc mày muốn như thế nào? Việt câu tử hung dữ nhìn chằm chằm Diệp vô phong đang dẫm lên người Việt thiên nhiên. Lúc này bốn người long hở biêu báo đã đi tới đứng ở phía sau lưng Việt câu tử, chừng mắt nhìn Diệp vô phong. Diệp vô phong cười một tiếng với Việt câu tử, ha ha, Việt câu tử, người tôi muốn tìm chính là ông. Nếu như ông muốn Việt thiên niên toàn mạng thì hãy đi theo tôi. Vừa nói anh vừa cúi người sách Việt thiên niên lên, cứ dùng một tay kéo anh ta ra bên ngoài khách sạn như vậy mày, mày buông con trai tao ra. Việt câu tử siết chặt nắm đấm, muốn ra tay nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Việt thiên nhiên nặng khoảng 80 năm đến 90 cân, nhưng Diệp vô phong lại có thể lôi anh ta đi một cách rất là nhẹ nhàng. Năm người Việt câu tử đi theo phía sau lưng Diệp vô phong đi ra khỏi khách sạn, tất cả đều dùng ánh mắt giữ tợn nhìn chằm chằm vào Diệp vô phong. Hai mắt Việt câu tử đảo nhanh trong miệng như bị nghẹn cái gì đó, không có cách nào nói lên lời. Dầm, sau khi diệp vô phong đi ra khỏi khách sạn thì lại ném việt thiên nhiên xuống mặt đất một lần nữa khiến việt thiên nhiên kêu gào đau đớn khốn nạn mau buông con trai tao ra hoàng thiên tiếp tục gào lên bốn người long biêu hổ báo bao vây xung quanh diệp vô phong diệp vô phong nói việt câu tử lần này tôi đi đến liệt thuận chính là đi cùng một người bạn đến để báo thù mà ông chính là kẻ thù của bạn tôi bạn của mày đó là ai trong lòng việt câu tử run lên là tôi lúc này bạch tinh đồng từ trong khách sạn đi ra cô ta không mang theo nghi vấn thiên đi ra mà là một mình đi tới bên cạnh diệp vô phong căn bản không thèm nhìn mấy người việt câu tử hả cô lại là cô vậy người này là ai việt câu tử nhận ra bạch tinh đồng trong lòng ông ta ngoại trừ khiếp sợ thì còn muốn biết thân phận của diệp vô phong diệp vô phong lạnh nhạt nói tôi chính là diệp vô phong hả việt câu tử cảm thấy đầu óc sắp vỡ trong lỗ tai ông ta như đang kêu to, giống như những thứ xung quanh đột nhiên trở thành hư ảo. Trong khoảnh khắc, tinh thần của Việt Câu Tử có hơi hoảng hốt, đầu óc trống rỗng. Diệp vô phong, mày mau bỏ cái chân thối của mày ra khỏi niên thiếu. Đến giây, để bố mày dậy dỗ lại mày. Mạc Long tiến lên một bước, ra dáng nhìn chầm chầm vào Diệp vô phong. Diệp vô phong nhìn về phía Mạc Long, oa, lá gan to phết, đáng tiếc là không có đầu óc. Đĩ mẹ nhà mày để bố mày đánh bay não mày là mày sẽ trở thành thằng không có đầu óc ngay. Mạc Long vung song quyền với Diệp Vô Phong. Mới vài ngày trước, Mạc Long đã tiến vào cảnh giới cấp tông sư thành công, phó công đã lên một cảnh giới mới, từ gió tới này anh ta đã đứng vững ở cảnh giới này. Việt Câu Tử và Nghiêu Vấn Thiên đều đã giúp anh ta không ít để anh ta có thể đứng vững ở cảnh giới này. Mạc Long, không được vô lễ, vị này là Diệp Tiên Sinh, chẳng lẽ cậu quên rồi sao? trong lòng Việt câu tử như đang lắp đặt 10 năm cái thùng treo, rất bất ổn, nhưng mà sau khi bình tĩnh lại, gã ta vội vàng gian dậy Mạc Long. Diệp vô phong, Diệp tiên sinh, mãi đến lúc này bốn người Mạc Long mới đột nhiên nhớ ra, không phải mấy hôm trước anh Việt đi Phụng Thiên là vì muốn đi gặp Diệp vô phong sao. Trời ạ, à, không ngờ anh ta chính là Diệp vô phong. Con chim đại bàng mới của tỉnh Liêu Đông, người đã đánh bại Bắc Thoái Vương Đàm thuận Diệp tiên sinh, anh ta đến thành phố Liệt Thuận sao? Khó trách anh ta có thể đánh bại sư phụ Ngưu Vấn Thiên. Mà Mạc Long cũng tự biết mình không phải là đối thủ của Ngưu Vấn Thiên, càng không phải là đối thủ của Việt Câu Tử, cũng tự biết, à mình kém Diệp Vô Phong rất xa. Bốn người Long Biêu Hổ báo chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra, cùng nhìn về phía Việt Câu Tử, Việt Lão Đại, bây giờ chúng ta phải làm gì? Ánh mặt Việt Câu Tử đảo qua đảo lại giữa Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng, Diệp Tiên Sinh, rốt cuộc cậu muốn như thế nào? Được, Việt Câu tử tôi không phải đối thủ của Diệp Tiên Sinh. Tôi tình nguyện nhận lấy cái chết, nhưng mà tôi có một yêu cầu, đó chính là cậu phải thả con trai tôi ra. Vừa nói Việt Câu tử vừa nghiêm nghị chắp tay với Diệp Vô Phong. Bạch Tinh Đồng nói, Việt Câu tử, cái thứ tiểu nhân hèn hạ nhà ông. Năm xưa ông hai chú tôi như thế nào, mau khai ra hết cho tôi. Ha ha, Việt Câu tử hít sâu một hơi, Bạch Trấn Phiên ư? cái người như ông ta ý quá là bướng bỉnh năm đó tôi nhìn chúng con cóc bằng ngọc trắng kia muốn ông ta đưa cho tôi nhưng ông ta lại không biết điều chửi ầm lên với tôi không phải ông ta chỉ ỉ vào việc trong nhà có người làm quan thôi sao việt câu tử tôi há ra lại là người người ta có thể khinh bỉ được sao lúc đấy tôi đã không nhịn được mà ra tay giết cả nhà ông ta gã ta thở dài một hơi thiện ác cuối cùng cũng sẽ có quả báo việt câu tử tôi đã giết người thì tự nhiên cũng phải gánh chịu hậu quả Diệp tiên sinh, nếu như không phải cậu giúp cô ta báo thì chỉ bằng một cái nhà họ Bạch. Hừ. Ông làm càn, Bạch Tinh Đồng hét lên. Thế nhưng cô ta có thể thấy rõ ràng là Việt câu tử khinh thường cô ta, cô ta cũng không có cách nào cả. Diệp Vô Phong nói, Việt câu tử, nếu ông muốn bảo vệ con ông thì cũng không có gì là khó cả, ông tự sát đi. Tự sát? Việt câu tử nhấm nháp lại từng chữ này, vẻ mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Việt lão đại mấy người mạc long đều khản giọng hét lên ngài không thể tự sát được bạch tinh đồng gật đầu nói đúng việt câu tử ông không thể tự sát được bốn người mạc long nhìn về phía bạch tinh đồng cô có ý gì diệp vô phong một phát đạp gãy một chân của việt thiên nhiên á à, bên trong miệng việt thiên nhiên bị nhét một cái tất thối anh ta kêu rên liên tục cả người không nhịn được co giật diệp tiên sinh xin cậu đừng làm hại con trai tôi tôi cầu xin cậu Việt câu tử không dám nói những lời hung ác, liên tục chắp tay với Diệp Vô Phong. Anh đá vào người Việt thiên nhiên, nhưng đau là đau ở trái tim của ông ta. Bạch Tinh Đồng nói, tôi muốn Việt câu tử ông đến trước mộ của chú tôi. Tự sát để tạ tội. Diệp Vô Phong gật đầu, Việt câu tử, tôi muốn ông nếm thử cảm giác đau khổ khi mất đi người thân. Á, à, Diệp tiên sinh, cầu xin cậu, xin cậu hạ thủ lưu tình. Chỉ cần cậu không giết con trai tôi thì cậu muốn tôi làm gì cũng được. Bục một tiếng, thế mà Việt Câu tử lại quỳ gối xuống trước mặt Diệp Vô Phong. Bạch Tinh Đồng dùng ánh mắt ngăn cản Diệp Vô Phong, ý là đừng giết hại người vô tội. Diệp Vô Phong hơi do dự nhưng cuối cùng cũng không làm trái ý Bạch Tinh Đồng, thế là anh lại xách Việt Thiên Niên lên đi về phía một chiếc xe. Diệp Vô Phong mở cửa cốp sau, trực tiếp ném Việt Thiên Niên vào bên trong như ném một túi hàng, sau đó đóng dầm cửa lại. Đi, đi tới nghĩa trang của nhà họ Bạch diệp vô phong ngớ tay với việt câu tử diệp vô phong lái xe bạch tinh đồng ngồi lên diệp vô phong khởi động xe đi trước dẫn đường ông ta sẽ đi theo sau sao bạch tinh đồng hơi khó hiểu để xem lựa chọn của ông ta diệp vô phong nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu việt lão đại ngài ngàn lần không được tự sát đâu mặc long đi tới bên cạnh việt câu tử khẽ nói đồng thời anh ta cũng ra hiệu cho mấy người kia đừng đi lái xe nếu như Việt câu tử không đi theo, nhiều nhất là bị tổn thất một cái Việt thiên niên nhưng lại có thể bảo vệ được Việt lão đại. Việt câu tử đáng thương, cho dù tung hoành ngang dọc ở thành phố Liệt Thuận nhưng ở trước mặt Diệp vô phong, ngay cả dũng khí để ra tay cũng không có. Việt câu tử lắc đầu nói, các người thì biết cái gì? Nếu như tôi chết, tính mạng của tất cả các người sẽ được bảo toàn, cũng có thể bảo vệ thiên niên an toàn. Audio điện tử võ tấn bền chương 476, việc gian nan nhất từ xưa đến nay. Cái gì, lão đại, anh không thể đi, anh không thể chết được. Bốn người mặc long nhất thời lệ nóng doanh chồng, vịt một tiếng liền cùng nhau quỳ dạp xuống đất. Ngay cả tình nghĩa anh em của chúng ta, anh cũng không cần nữa ư. Lão đại, chúng em là anh em của anh, chúng em tuyệt đối không thể cứ thế mà nhìn anh chết được. Đúng, chúng ta liều mạng với Diệp vô phong. Đúng, chúng ta cùng liều mạng với anh ta tay phải của Việt câu tử nhẹ nhàng vỗ về thiết câu tử bên tay trái mình, lắc đầu thở dài, đừng nói hưu nói vượn nữa. Mau chóng lái xe đuổi theo đi. Nhưng mà, lão đại, cho dù anh phải đi chịu chết, chẳng lẽ không sắp xếp việc sau này ư? Báo tử cúi đầu nói, lúc này anh ta thậm chí còn không dám nhìn vào mắt của Việt câu tử. Lên xe, Việt câu tử mở cửa ghế phó lái ra rồi ngồi vào. Báo tử liền ngồi vào ghế lái, khởi động xe, mặc long, thanh hổ, Mạc Biêu ngồi xuống phía sau. Mạc Long nói, lão đại, báo tử nói cũng có đạo lý mà, anh nhất định phải sắp xếp chuyện sau này. Bằng không, chỉ sợ liệt thuận sẽ đại loạn. Việt câu tử đã hết hy vọng, lắc đầu nói có thể loạn đến đâu được chứ. Việt câu tử anh cũng là kẻ bò từ trong mộ người chết mà ra. Cho dù thiên hạ đại loạn thì cũng đâu có quan hệ gì với anh nữa đâu, đến lúc đó ắt phải có người tài xuất hiện, dẫn dắt thiên hạ này vài chục năm nữa. Cuối cùng, sẽ có người hiền lộ tài năng thôi ngay dưới chân núi nào đó ven con sông nhỏ mộ của bạch trấn phiên nằm ở đấy phong thủy đúng là khá tốt bạch tinh đồng đã sớm chuẩn bị đầy đủ hương nhang và tiền giấy lúc đến trước phần mộ cô ta thành kính cúi người xuống châm hương đốt tiền giấy sau đó còn cúi đầu vái ba lạy bịch diệp vô phong lôi việt thiên niên từ trong cốp xe ra kéo anh ta xuống sau đó ném anh ta đến phía trước phần mộ không đừng mà đừng giết tôi bấy giờ Việt thiên nhiên mới biết cái mạng nhỏ của mình đã nằm trong tay Diệp Vô Phong, hơn nữa ngay cả anh ta và bố anh ta, tứ đại kim cương cũng không có dũng khí phản kháng. Diệp Vô Phong lấy dao găm cắt đứt dây thừng, Việt thiên nhiên liền liên tục dập đầu với Diệp Vô Phong, Diệp Lão Đại, xin anh tha mạng, xin anh tha mạng cho em. Tha cho cái mạng chó này của em với. Diệp Vô Phong nói, mày tự mình đếm, cúi người dập đầu chừng hơn một nghìn cái với cả nhà Bạch Trấn Phiên, tao tạm tha cho mày a à, vâng, được à, ngay cả vết thương trên chân mình, Việt thiên nhiên cũng không buồn để ý tới, lề đôi chân gãy nát đến trước phần mộ, một bên bắt đầu dập đầu, một bên đếm 1, 2, 3, 4. Mỗi lần Việt thiên nhiên dập đầu, xương trên hai đùi của anh ta lại đau đớn, nhưng anh không dám dừng lại. Lúc năm người Việt câu tử tới còn chưa xuống xe, nhìn thấy dáng vẻ cúi lại thê thảm của Việt thiên nhiên, ruột gan Việt câu tử quả thật như đứt ra từng khúc, Hối hận vô cùng, nếu sớm biết chỗ dựa sau lưng bạch chấn phiên cứng như thế, thì cho dù con thiềm thử bằng bạch ngọc đó có quý giá hơn nữa cũng không thể cướp của người ta. Đến bây giờ không chỉ có mình bị Diệp Vô Phong dẫm đạp, mà ngay cả anh em và con mình cũng bị liên lụy. Việt câu tử đi đến trước phần mộ, khom người xuống, hạ người ba lần, sau đó nhìn về phía Diệp Vô Phong, Diệp Tiên Sinh, Việt câu tử tôi tung hoành giang hồ hơn 20 năm nay, quả thật cũng đã làm không ít chuyện xấu, chuyện này tôi thừa nhận tôi bị trừng phạt là đúng tội. Nhưng thiên nhiên là con tôi, tuổi đời còn trẻ, tôi cầu xin anh, tha cho thằng bé. Bốn anh em Mạc Long nhìn thấy Việt thiên nhiên bị thương, vẫn đang không ngừng cúi lạy cắn chặt răng, hận không thể một đạp đạp chết Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nói, năm người các người đều quỳ xuống, cùng nhau dập đầu đi. Hả, Việt câu tử hơi trần chờ đứng lên. Diệp Vô Phong mỉm cười nói, ông không muốn dập đầu việt câu tử nói là tôi giết bạch trấn phiên tôi có thể dập đầu nhưng anh em tôi không tham gia vào chuyện này mạc long quát to diệp vô phong mày khinh người quá đáng hôm nay ông đây liều mạng với mày dừng lại mạc long cậu ngay cả lời anh nói cũng không nghe đúng không việt câu tử vội vàng ngăn cản gã ta lo lắng một khi bốn anh em mạc long ra tay trước diệp vô phong có thể sẽ giết sạch bọn họ luôn mất báo tử xót xa nói việt lão đại nghe nói thiên hạ đồn thổi rằng Diệp Vô Phong đánh bại được cả bác thoái vương đàm thuật, nhưng mà tin đồn này cũng chẳng đáng tin cậy là bao. Em cảm thấy được có lẽ đây chỉ là hư danh của anh ta mà thôi. Diệp Vô Phong cười nhạt, bốn người các cậu không phục đúng không? Bốn anh em mặc long nắm chặt tay nhau, giận dữ chừng mắt nhìn Diệp Vô Phong không nói gì, cũng thể hiện là bọn họ ngầm thừa nhận. Diệp Vô Phong thong dong mỉm cười, nói, sáu người các người bây giờ mỗi người áng chừng phải dập đầu hơn hai nghìn cái, nếu không thì tôi sẽ lấy mạng của cậu ta. Mạc Long biên cuồng thét lên một tiếng, dẫn đầu đá về phía Diệp Vô Phong. Cước bộ nhanh như gió, động tác đến nơi đến chốn, gọn gàng lưu loát. Thanh Hổ và Mạc Biêu ba người cùng nhìn, đều cùng chung mối thù, bốn bóng người gần như là cùng một lúc tấn công về phía Diệp Vô Phong. Bóng dáng Diệp Vô Phong biến mất ngay trước mặt Việt câu tử, lóe một cái đi tới trước mặt Mạc Long, đánh bốc một cái trên mặt mạc long đồng thời co chân lại sút một phát đá gãy cẳng chân phải của mạc long a à, cơ thể mạc long mất cân bằng quỳ dạp xuống đất hai tay chống trên mặt đất cố gắng lui ra khỏi khu vực chiến đấu lui mạc long hét lên nhưng đã chậm bóng dáng diệp vô phong tách ra rồi ngay lập tức xuất hiện ở bên cạnh thanh hổ mạc bill và báo tử tiếng ba người quỳ sụp xuống đất và tiếng kêu rên đồng thanh vang lên ba người đều bị gãy một bên chân, lấy tư thế không giống nhau ngã xuống đất. Cả người Việt câu tử như nhẹ bấng, xoay người sang một bên, mặt hướng về phía phần mộ, vô cùng quy củ quỳ xuống, mặc long. Bốn người các cậu mau lại đây, dập đầu với bạch chấn phiên đi. Không thể nghi ngờ, hành động này của Việt câu tử là muốn cứu tính mạng của bốn người mặc long. Đây là lão đại của thành phố Thuận Liệt, nhưng gã ta trước lúc lâm chung lại nói gì mà nghĩa khí, đạo lý việt lão đại tim gan mạc long đều đau đớn khôn nguôi cắn chặt răng đi đến bên cạnh việt câu tử ảm đạm thở dài quỳ xuống dập đầu hai mắt rưng rưng không cam lòng ba người thanh hổ mạc biêu và báo tử dưới sự kính sợ diệp vô phong cũng đi tới bên cạnh việt câu tử cùng quỳ xuống dập đầu tự mình đếm ai mà đếm sai thì phế nốt một chân diệp vô phong nghiêm túc đứng ở trước phần mộ giám sát sáu người bọn họ dập đầu đôi tai của diệp vô phong đồng thời nghe cả sáu người đếm nhưng không bị loạn chút nào mỗi người đếm anh đều có thể nghe rõ ràng bạch tinh đồng quỳ trước phần mộ nấc lên nghẹn ngào chú thím em họ con đã báo thù cho mọi người rồi bạch tinh đồng vừa khóc vừa dập đầu không bao lâu sau đã khóc đến mức thở cũng có chút khó khăn có thể nhìn ra được tình cảm của cô ta và cả nhà bạch trấn phiên quả thật là vô cùng sâu đậm diệp vô phong nhìn thấy cô ta khóc đến mức như thế thì đau lòng không thôi nhưng lại không biết phải nói gì mới tốt, tinh đồng, đừng quá đau lòng. Bạch tinh đồng khóc nức lên, chú, thím, kẻ thù của hai người đang đứng ngay trước phần mộ, còn phải khiến bọn họ lấy mạng đền mạng. Diệp vô phong nhìn về phía Việt câu tử, Việt câu tử, đừng có giày vò thêm nữa. Từ giờ trở đi, nếu trong vòng 5 phút mà ông vẫn không chết, cứ kéo dài thêm một giây, tôi sẽ giết một người trong số bọn họ. Hả, Việt câu tử lôi dao găm ra cầm trên tay, tay run lên, Giao găm cũng vì thế mà run theo. Từ ngàn xưa đến nay chuyện gian nan nhất là phải đối diện với cái chết. Việt câu tử tự biết mình đã đi đến cuối đường, nhưng lại thấy vô cùng lưu luyến thế giới này. Cốp, Việt thiên nhiên vẫn dập đầu không dám dừng, nhưng giữa lúc dập đầu vẫn thừa dịp khẽ rên một tiếng, lệ rơi đầy mặt, cả người run lẩy bẩy. chương 477, sau điểm trúc giang. Việt câu tử ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, áng chừng cũng đã đến lúc, gã ta đột nhiên nói, Diệp tiên sinh, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng nhưng tôi hy vọng cậu có thể chăm sóc con trai của tôi. Nói đến đây thì gã ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp vô phong, dao găm đã đâm thẳng vào tim của gã ta, sau đó liền ngã quỵ trên đất. Cơ thể có hơi động đậy một chút, sau đó im lặng không chút động tĩnh nữa. Lão đại, bốn người mặc long vẫn dập đầu không dám ngừng lại, có điều suýt chút nữa thì đếm nhầm số, mặc dù Việt thiên niên có đau lòng đến mức bật khóc nhưng cũng không dám đếm loạn chút nào. Trong lòng năm người bọn họ, Diệp vô phong giống như một tên ác quỷ đang lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ, không thể thoát khỏi. Dập đầu đủ hai nghìn cái, sau đó thì nhặt xác cho Việt lão đại của mấy người đi. Diệp vô phong lạnh như băng nói. Vâng vâng vâng, 631, 632. Mạc Long phụ trách đếm, sau đó thì ba anh em bọn họ dập đầu theo anh ta, cũng không dám dập đầu bớt cái nào. Bạch Tinh Đồng cũng không vội, vẫn chờ năm người bọn họ dập đầu đủ thì mới lau nước mắt, chuẩn bị rời đi. Diệp Vô Phong nói, "Việt Thiên Nhiên, mấy người nợ một nhà của Bạch Chấn Phiên, nhưng đó là ba mạng người." "Hả?" Việt Thiên Nhiên nhất thời sợ tới mức run cả người, "Diệp, Diệp lão đại, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Diệp Vô Phong nói, Bạch Tinh Đồng cũng xem như là con cháu của bọn họ cho nên tôi cảm thấy tính ra Việt câu tử còn phải bồi thường thêm cho Bạch Tinh Đồng nữa. Được, anh nói xem phải bồi thường như thế nào đi, đến lúc này Việt thiên nhiên làm sao còn dám tranh luận nữa. Mấy người mặc long nhìn nhau, cũng không dám phản bác. Diệp vô phong nói, trên phương diện tiền bạc mà nói thì phải bồi thường cho Bạch Tinh Đồng ít nhất 5.000 vạn. Mặt khác, tôi muốn đến nhà họ Việt mấy người xem xét, nếu có bảo vật gì mới lạ thì chỉ cần Bạch Tinh Đồng có thể nhìn chúng thì phải đưa cho cô ấy. Được, Việt Thiên Niên đồng ý vô cùng dứt khoát, tôi sẽ gọi người tới đây mang thi thể bố tôi về, sau đó sẽ tổ chức đám tang cho ông ấy, đồng thời cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của cô Bạch. Bạch Tinh Đồng vốn muốn phản đối, nhưng nếu Diệp Vô Phong đã nói ra thì cô ta cũng không phản bác lại anh, đương nhiên cô ta cũng chẳng quan tâm đến việc lấy chút tiền đó từ nhà họ Việt, dù sao nhà họ Việt cũng thiếu nợ Bạch Trấn phiên nhiều lắm. Anh nhiên, Việt Lão Đại làm sao thế ạ? À? lúc hơn 20 thanh niên khỏe mạnh nhìn thấy tình huống trực tiếp ở đó, một người đầu chọc có tác phong uy phong lẫm liệt dẫn đầu hỏi. Đừng có nói mấy lời thừa nữa đi, mau đỡ bố tôi lên xe đi, quay về còn lo làm đám ma nữa, mà cũng mau đỡ năm người bọn tôi lên xe đi. Việt thiên nhiên trực tiếp hạ lệnh. Vâng, người đàn ông đầu chọc đáp lại một tiếng, lập tức chỉ huy mấy anh em làm việc, sau đó ghé sát vào Việt thiên nhiên, hạ giọng hỏi, anh nhiên, một nam một nữ kia là sao thế ạ? À? có phải là hai người bọn họ đã giết ông chủ không ạ? À? Ngụ ý là muốn chuẩn bị báo thù cho ông chủ. Việt thiên nhiên chừng mắt nhìn anh ta, đầu chọc, sao cậu nói nhảm lắm thế? Không thấy đến tứ đại kim cương cũng gãy chân cả rồi à? Ông đây cũng gãy chân rồi đây. Nếu mà cậu còn dám gây chuyện thì đến cái mạng của ông đây cũng không giữ nổi luôn đấy. Anh ta nhìn về phía Diệp Vô Phong, vị này chính là Diệp Vô Phong Diệp Tiên Sinh, người đã đánh bại cả bác chân vương đàm thuận đấy hít, tên đầu chóc hít mạnh một hơi, Diệp Tiên Sinh, trời à, không phải là Việt lão đại không phải đi phụng thiên trước để tặng lễ cho Diệp Tiên Sinh ư. Làm sao lại thành ra như thế này rồi? Lúc tên đầu chọc đang làm việc, tận lực cách xa Diệp vô phong một chút, Bắc Trân Vương đã là cấp thần ở tỉnh Liêu Đông rồi, người có thể đánh bại được cả Bắc Trân Vương lại càng là thần trong các thần. Đây không chỉ là người đã đánh chết cả Việt lão đại, mà đến cả anh niên cũng sợ tới mức không dám động đậy đến tứ đại kim cương cũng trắng bệch cả mặt. Diệp vô phong đi xe theo phía sau đoàn xe của nhà họ Việt, cũng đã đến cổng nhà lớn của nhà họ Việt. Việt thiên niên cũng không giấu giếm gì, trực tiếp tìm chìa khóa thư phòng trên người Việt câu tử, sau khi tìm thấy thì bảo người làm đưa cho mình rồi đi vào trong thư phòng. Diệp tiên sinh, bảo vật mà những năm gần đây bố tôi cất giữ đều ở trong thư phòng cả. Ngoài ra thì tiền mặt tôi phải cho người tới ngân hàng lấy cho anh, nếu chỉ trong hôm nay thì không thể lấy ra số lượng lớn tiền mặt như thế được. Diệp vô phong nói, cậu có thể chuyển thành xét của ngân hàng. Được, Việt thiên nhiên áng chừng thời gian, bây giờ mới là 6 giờ sáng, đợi đến lúc ngân hàng bắt đầu làm việc, tôi sẽ sai người đến ngân hàng lấy. Được, Diệp vô phong gật đầu, tôi vẫn đang ở khách sạn gia đình đấy, sau khi cậu làm xong thì đưa tới đó. Cuối cùng thì Diệp vô phong cũng mang bạch tinh đồng rời đi, Việt thiên nhiên thở phào một hơi, Bỗng anh ta trừng mắt quát, đầu chọc, cái thằng khốn nạn này. Mau đưa ông đây đi bệnh viện, còn có mấy người các chú Mạc Long cũng cần điều trị nữa. Nhanh lên. Về tới phòng Diệp Vô Phong đặt đầu xuống giường liền ngủ luôn, sau đó bắt đầu ngáy. Lúc Bạch Tinh đồng mặc áo ngủ đi vào nhìn thấy Diệp Vô Phong đã ngủ y như lợn chết, cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nằm bên người anh, ôm thắt lưng của anh mà ngủ. Tinh tinh tinh, điện thoại cố định ở đầu giường kêu lên vẫn là tính cảnh giác của Diệp Vô Phong cao, chợt bừng tỉnh, vừa mới định xoay người thì thấy người đẹp thơm mềm đang nằm trong ngực mình, nhất thời hoảng hốt ơ, cô Bạch Tinh Đồng, sao cô lại ngủ ở đây? Bạch Tinh Đồng mở mắt, cổ áo ngủ trễ xuống, lộ ra, cô ta nhìn về phía điện thoại cố định, ý bảo cứ nhận đi đã. Diệp Vô Phong nhấc điện thoại lên nghe alo. Diệp tiên sinh, tờ xét của anh đã đưa đến rồi, tôi lập tức mang lên ạ. À. Một âm thanh vô cùng cung kính vang lên. Được rồi, mang lên đây đi. Diệp vô phong tắt điện thoại, Bạch Tinh Đồng dùng ánh mắt nhìn ngẫm nhìn anh, chờ anh nói trước. Diệp vô phong trần chờ một chút rồi xoay người đi. Bạch Tinh Đồng quát lên, anh đi đâu đấy? Diệp vô phong cũng không quay đầu lại, tôi đi lấy tờ xét từ ngân hàng. Quả nhiên, lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Diệp vô phong nói, vào đi. Chẳng qua anh lại lấy người mình để chặn cửa. Bạch Tinh Đồng nằm trên giường cũng vội lấy cái chăn đơn đắp lên người mình. Diệp tiên sinh, đây là do cậu niên nhà chúng tôi bảo tôi mang đến cho anh. Một người đàn ông trung trung niên trông vô cùng khôn khéo cung kính lấy hai tay dâng tờ xét lên hướng về phía Diệp Vô Phong. Ừ, Diệp Vô Phong nhận lấy. Người đàn ông trung niên nói, Diệp tiên sinh, còn có mấy món đồ mà cô Bạch muốn, chúng tôi đã cho người đưa sang bên công ty Hoa Cường rồi, một lúc nữa sẽ có tin tới. Được rồi, không có việc gì nữa thì ông về đi diệp vô phong khoát tay áo người đàn ông trung niên nhất thời như chút được gánh nặng cung kính cúi đầu với diệp vô phong sau đó thì lùi về phía sau vài bước sau đó mới xoay người rời đi này đây xét của cô đấy hôm nào đi gửi vào thẻ ngân hàng đi diệp vô phong thả tờ xét ngân hàng lên tủ đầu giường ừm số tiền này tôi cũng chẳng cần bạch tinh đồng quyến rú cười tôi là cảnh sát tiền lương cũng chẳng được là bao nếu trên danh nghĩa đột nhiên có tài sản tới mấy nghìn vạn, hẳn là ủy ban kiểm tra kỷ luật cũng sẽ tìm tới cửa. Cho nên chỗ tiền này vẫn là để anh giữ thay tôi đi." Bạch Tinh Đồng xoay người nằm xuống giường, ôm lấy thắt lưng của Diệp Vô Phong, nâng đôi môi thơm ngọt lên. "Này, cô đừng có làm thế." Cả người Diệp Vô Phong bị cô ta ôm ngang như thế nên mất cân bằng, hai người ôm nhau ngã lên giường. Đã hơn 9 giờ sáng mà bữa sáng còn chưa có ăn. Đây cũng coi như là một buổi tập luyện sớm thú vị. Chương 478, không chịu nổi phiền não này. Việt Câu tử chết rồi, ông ta tự sát ở thành phố Liệt Thuận. Cái gì? Việt Câu tử ở Liệt Thuận ngang ngược chẳng thèm để ý gì, làm sao lại tự sát được? Có gì mà phải ngạc nhiên, chẳng qua là do Việt Câu tử đắc tội Diệp Tiên Sinh mà thôi. Diệp Tiên Sinh đã sắp trở thành người đứng đầu ở Liêu Đông rồi, Việt Câu tử làm ăn kiểu gì mà có mắt như mù thế? Tin tức của anh sao mà chẳng linh hoạt tí nào thế? Nghe nói là Việt câu tử đắc tội với một người bạn của Diệp tiên sinh. Hả? Là bạn kiểu gì thế? Là bạn gái hay sao hả? Tôi cũng nào có biết chứ, nhưng mà Việt câu tử quả thật là tự sát, đây là tin tức mà bên nhà họ Việt đưa ra đấy. Gần như là toàn bộ người trong tỉnh Liêu Đông đều đang nói đến tin tức này. Đắc tội với Diệp vô phong thì cũng đồng nghĩa với việc tự tìm chết mà sau khi Việt Thiên Niên ở thành phố Liệt Thuận xử lý xong chuyện ma chay cho Việt Câu Tử thì toàn bộ người nhà họ Việt đều chẳng dám ho he gì nữa. Lúc trước thì chẳng thèm để ai vào mắt, giờ thì cũng chẳng dám nữa rồi. Thật ra tin tức này không phải do Việt Thiên Niên và Tứ Đại Kim Cương truyền ra. Tuy rằng bọn họ kinh nghiệm đầy mình, nhưng bọn họ cũng chẳng dám truyền ra tin như thế. Mà có lẽ là do người làm ở nhà họ Việt nghe được vài ba câu, sau đó trong lúc suy đoán lung tung với nhau thì bị đám người giang hồ nghe được. Nhóm người giang hồ vây xung quanh chi nhánh của công ty Hoa Cường vẫn không rời đi. Đã 10 ngày nay rồi mà đám người vây quanh nơi này vẫn đông như kiến khiến nhóm cảnh sát ở chỗ đường giao không thể không tăng thêm người đến để điều khiển giao thông. Ở bên trang viên của nhà họ Âu Dương, nhìn bề ngoài thì vẫn giống như trước, nhưng không khí ở nơi này lại vô cùng khẩn trương. Ở một phía thì có một người đàn ông cường tráng và mấy người chiến sĩ của anh ta vẫn luôn ở xung quanh theo dõi hướng đi của nhà họ Âu Dương. Ở một phía khác thì người của Âu Dương Tất Thùng vẫn đang đề phòng đám chiến sĩ của người đàn ông cường tráng kia, đồng thời còn phải đề phòng đám người Hồ quý tấn công. Sau khi Âu Dương lôi nghe được hoạt động của nhóm người giang hồ đó thì trong nháy mắt như già đi 10 tuổi. Ông ta cố ý dặn dò tất cả mọi người trong nhà, không được phép công khai công kích Diệp Vô Phong. Bây giờ lại nghe tin Việt câu tử tự sát, Âu Dương Lôi cảm thấy khó mà an ổn được, Việt câu tử dũng mãnh bao nhiêu, Âu Dương Lôi ông ta đã tự mình lĩnh hội rồi. Đó đã chuyện của là ba năm trước, lúc Tần Trí Dũng thay Âu Dương Lôi chuyển lời muốn Việt câu tử hàng phục, đã tự mình đi thành phố Liệt Thuật, mà Việt câu tử đã đánh ngang tay được với Tần Trí Dũng. May là lúc đó có bác Trân Vương Đàm Thuận kịp thời đuổi tới nơi, chỉ một chiêu đã khiến Việt câu tử phải hàng phục, từ đó về sau Việt câu tử mới cống nạp cho Âu Dương Lôi âu dương lôi vẻ mặt âm nghiêm nói đúng tất tùng à xem ra hồ quý và diệp vô phong đang ép chúng ta chủ động ra tay âu dương tất tùng nói hồ quý ở phụng thiên giống như một con chuột vậy không thể gặp ánh nắng mặt trời mà bây giờ bố cũng không thể công khai lộ mặt được cho nên nếu phải chủ động ra tay thì khó khăn cũng không nhỏ âu dương lôi thở dài diệp vô phong như mặt trời ban trưa âu dương lôi bố đã ảm đạm không còn ánh sáng nữa rồi Hiện giờ đám người giang hồ ở Liêu Đông đều muốn đến làm học trò của Diệp Vô Phong, nhà họ Âu Dương chúng ta quả thật là nửa bước cũng khó đi. Âu Dương Tất Tùng hận đến mức nghiến răng, đám người giang hồ kia giống như là cỏ trên đầu tường vậy. Đều là đám sói mắt trắng đảo mắt liền không quen cả. Con mà gặp bọn họ thì cứ gặp một người giết một người, không cần lưu tình. Khương Tam Lãng bỗng nói, đúng rồi, cậu Tất Tùng gần đây đám người giang hồ đó tụ tập ở Phụng Thiên, con người anh ta đảo vòng quanh, xe chở đồ kia của chúng ta có lẽ bị tên tiểu tử nào đó thấy hợp ý nên cái nào đến thì cướp cái đó. Âu Dương lôi như đông cứng lại mà gật đầu, ừm, theo như lời Tam Lãng nói thì cũng có đạo lý. Có lẽ đó gọi là tường đổ thì người cũng bị đẩy lui. Người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì ít, nhưng người bỏ đá xuống giếng thì lại nhiều như cá dưới sông vậy. Phút, trong lúc đó đột nhiên có hai tiếng súng vang lên cắt qua bầu trời đêm vù âu dương tất tùng chạy ra khỏi phòng nói vào trong bộ đàm mọi người chú ý ai có thể nói cho tôi biết viên đạn này là từ đâu mà tớ thế báo cáo trung tá âu dương tôi là khố khắc theo như góc độ quan sát của tôi hai đường súng này là từ phía bắc của đỉnh núi mà bắn tới tôi hoài nghi là người của hồ quý đang ẩn nấp ở hướng bắc trên đỉnh núi có nhân viên bị thương không trước mắt thì không có, có lẽ đối phương muốn cảnh cáo chúng ta một chút. Âu Dương Tất Tùng nói, khố khắc, cậu dẫn người lên núi lục soát một chút, phải tìm được tay súng của đối phương. Tuân mệnh, khố khắc tiếp nhận chỉ thị, đem theo bốn chiến sĩ yên lặng theo hướng đỉnh núi mà lục soát. Âu Dương Tất Tùng tiếp tục sắp xếp các chiến sĩ trong nhà lớn của nhà họ Âu Dương ra, đề cao cảnh giác, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Mãi cho đến lúc dạng đông vừa hé, khố khắc cũng không tìm được manh mối gì, chán nản mà về. Đội ngũ của Âu Dương Tất Tùng đã ở trong trạng thái cảnh giác cao độ cả đêm, bị gây sức ép nên tất cả đều vô cùng mệt mỏi. Buổi tối ngày hôm sau, Âu Dương Tất Tùng để cho đội ngũ của anh ta chia thành hai đội, vẫn tiếp tục duy trì cảnh giác. Vù vù, đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ, đột nhiên một đám máy bay không người lái duy trì độ cao hơn 20 mét trên không so với nhà lớn của nhà họ Âu Dương ra, bay nhanh như đi ăn cướp, đường bay chẳng có một quy tắc nào hết. Păng păng, păng păng păng, sau khi người của Âu Dương Tất Tùng phát hiện ra máy bay không người lái thì bắt đầu bắn. Nhưng người điều khiển máy bay không người lái này có kinh nghiệm vô cùng phong phú, tốc độ thao tác điều khiển máy bay không người lái vô cùng nhanh, sau khi vòng đi vòng lại mấy vòng thì lại vòng về, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Âu Dương Tất Tùng cực kỳ bực bội, đây là bên địch đang trinh sát toàn bộ bố trí bên trong của chúng ta. Uy cười lạnh nói, "Trung tá Âu Dương, đối phương mời về không ít cao thủ đấy." Âu Dương Tất Tùng gật đầu, "Đúng thế, có thể mời tay bắn tỉa lôi mông đến, chứng tỏ hồ quý đã bỏ ra không ít tiền đâu." Báo cáo trung tá Âu Dương, không liên lạc được với Lý Lôi. "Cái gì? Mau điều người đến vị trí trước khi Lý Lôi mất liên lạc, thông báo với mọi người, những người ở gần với vị trí của Lý Lôi lập tức đến gần vị trí của Lý Lôi." Duy trì cảnh giác nếu gặp phải quân địch thì phải đảm bảo an toàn của bản thân trước. Âu Dương Tất Tùng lập tức hạ mệnh lệnh. Gió! Rất nhanh đã có đội viên tìm được đến vị trí của Lý Lôi, Âu Dương Tất Tùng nhìn qua, Will, đi tìm Lý Lôi xem xem anh ta đã xảy ra chuyện gì. Vâng, Will đáp lại một tiếng, lại mang theo bốn chiến sĩ, đi về phía vị trí của Lý Lôi, lục soát xung quanh một nơi nào đó ở một bên núi dựa bên ngoài nhà lớn của nhà họ Âu Dương. Báo cáo Trung tá Âu Dương, Lý Lôi đã chết sau chừng 10 phút thì báo cáo của Will truyền tới. Will, giữ bí mật cho tốt, đừng để bại lộ, quan sát địch tại chỗ. Trong lòng Âu Dương tất Tùng dùng mình, kẻ địch đã tới rồi. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Kết quả là Âu Dương Tất Tùng đã chuẩn bị tốt để chiến đấu mà mãi vẫn không hề phát hiện ra tình hình gì của quân địch, mà kẻ sát hại Lý Lôi dường như cũng đột nhiên biến mất. chương 479, khai hỏa cuộc chiến. Hai đêm liên tiếp diễn ra như vậy, khiến đội ngũ Âu Dương Tất Tùng phải chịu dày vò thê thảm. Còn người ẩn trong bóng tối chân chính như Hồ Quý thì chỉ cần điều động hai ba người mà thôi đã đạt được hiệu quả như thế. Giặc sáng, ta tối đôi khi dễ dàng như vậy. Hồ Quý phái người đi điều tra thực ra cũng vì trong lòng anh ta cảm thấy không yên tâm, cứ như mọi hành động của anh ta bị người nào đó giám sát và điều khiển bí mật. Vì thế, anh ta muốn quấy rối nhà Âu Dương, hy vọng thế lực thứ ba sẽ vì thế mà lộ ra sơ hở nhưng trải qua hai lần hành động hồ quý không hề phát hiện ra sự tồn tại của bên thứ ba anh ta bắt đầu cảm thấy yên tâm thoải mái hơn và ra lệnh cho đội ngũ của anh ta dựa theo kế hoạch đã vạch sẵn hành động ngay trong đêm nay hồ quý không biết âu dương lôi đã bị mất một chiếc xe vận chuyển chân bảo nếu không anh ta đã tăng cường cảnh giác ít nhất cũng không dám hành động trong đêm nay mà lợi dụng công nghệ cao để nắm bắt được lịch trình di chuyển xe vận chuyển chân bảo của âu dương lôi đường chảm cuối cùng cũng cướp được chân bảo nên mấy ngày nay cực kỳ hào hứng. Kiếm được một khoản lớn đương nhiên tâm trạng phải tốt rồi. Dù đường chảm không phái người đi do thám thì tin tức từ bên quân đội về tình hình nhà Âu Dương lúc nào cũng có thể gửi tới, nên anh ta dứt khoát dẫn anh em của mình đi nghỉ ngơi lấy sức. Ngài Diệp, theo phân tích hình ảnh trên vệ tinh của chúng tôi, đội ngũ của Hồ Quý hiện đang ở gần khu dinh thự nhà Âu Dương, khoảng cách hiện tại không tới 1 km. Thân đại tráng gọi điện thoại thông báo tình hình. A rất tốt, đội trưởng thân, quân của cậu đã đến chưa? Lúc Diệp Vô Phong nhận được cuộc gọi, anh vẫn đang lái xe trong nội thành, nghe thấy thế thì lập tức quay đầu, chạy xe như bay tới dinh thự nhà Âu Dương. Thân đại tráng nói, quân đội và cảnh sát đặc nhiệm của tôi đang ở một xóm nhỏ cách dinh thự nhà Âu Dương tầm 10 km. Chúng tôi có máy bay trực thăng, nên có thể có mặt tại dinh thự nhà Âu Dương trong vòng vài phút. Ngài Diệp, đội của ngài đâu? diệp vô phong nói tôi đang trên đường tới nơi rồi người của tôi vẫn ẩn núp tại chỗ cũ chẳng lẽ cậu không phát hiện ra thân đại tráng nghi ngờ nói đội của ngài vẫn luôn ở chỗ đấy diệp vô phong tự tin nói đương nhiên ở đấy rồi chẳng quả bọn họ có phương pháp ẩn náu đặc biệt dù quân đội của anh có dùng hình ảnh nhiệt của vệ tinh cũng không có thể phát hiện ra tung tích của bọn họ tốt ngài diệp hãy ra lệnh cho đội của ngài phối hợp hành động với đội của tôi thân đại tráng càng tin tưởng hơn. Bọn họ không thể phát hiện ra đội ngũ của Diệp Vô Phong cũng có nghĩa đội ngũ đó có bản lĩnh thực sự. "Đường Trảm, cậu ngủ nướng mấy ngày nay sao?" Diệp Vô Phong gọi điện thoại nói đùa với Đường Trảm. "Oa ha ha, lão đại, mấy bữa nay tôi có ngủ nướng đâu. Anh nói đi, sắp bắt đầu rồi sao?" Đường Trảm nhận được điện thoại lập tức bật dậy nhìn ra ngoài sơn động. Sáu người anh em bên cạnh anh ta không cần anh ta chỉ đạo đã bắt đầu kiểm tra súng ống và đạn dược của mình. Diệp vô phong nói, sẵn sàng hành động. Được rồi, đường chảm cúp điện thoại, vẫy tay với 6 người anh em của mình, xuất phát. Dựa theo kế hoạch từ trước, đợi đến thời điểm trận chiến gay cấn nhất, chúng ta bắt đầu tiêu diệt bắn tỉa bên đó rồi dốc sức đánh chó thôi. Anh ta hưng phấn nói, cho nên, trước Âu Dương Tất Tùng và Hồ Quý đánh nhau kịch liệt nhất, nhiệm vụ quan trọng của chúng ta là ẩn nấp thật tốt. Không thể dính vào, nếu không, chúng ta sẽ đối mặt với kẻ địch hai bên. Tiểu yêu lười biếng đeo khẩu súng bắn tỉa lên lưng, biết rồi, biết rồi, lão đại đừng rông dài như thế chứ. Đường chảm gõ một cái vào đầu tiểu yêu, mất dậy. Cậu phụ trách tên bắn tỉa gọi Raymond Mon, tên đó không dễ đối phó như thế đâu. Tiểu yêu nhe răng, lão đại, bao nhiêu kẻ chúng ta đã giết thì có kẻ nào dễ đối phó đâu. Bảy người đi tới cửa hang tồi lần lượt xuống dưới bằng dây thừng. Hóa ra hang động của bọn họ cách mặt đất tầm 60 mét, hơn nữa cửa động lại khá khuất, cho dù Âu Dương Tất Thùng có lục soát cả ngọn núi này mấy lần cũng không phát hiện sự tồn tại của hang động này. Đường Trảm là một người rất giỏi trong việc tìm kiếm địa điểm ẩn núp. Báo cáo ngài Tất Tùng, chúng tôi đã mất liên lạc với bốn trạm gác ngầm trong vòng một phút. Tôi đã gửi cho ngài vị trí của bọn họ. Rất tốt, tất cả mọi người chú ý, con chuột đã dính bẫy. Theo kế hoạch ban đầu mà làm, Đợi đến khi bọn họ vào vòng phục kích thì chúng ta sẽ nổ súng. Chú ý, tất cả phải bình tĩnh. Âu Dương Tất Tùng là một vị chỉ huy được huấn luyện bài bản. Anh ta đặc biệt liên hệ với Âu Dương Lôi, bố, tốt nhất bố trốn đi. Thương Tam Lãng thông báo cho tất cả mọi người trong dinh thự nhà Âu Dương không được bật điện. Nếu không bọn họ sẽ trở thành mục tiêu của kẻ địch. Thương Tam Lãng nói, cậu Tất Tùng cứ yên tâm, tôi đã thông báo cho mọi người biết rồi tôi sẽ lập tức mang ngài Diệp đi trốn. Oanh, oanh, hai quả lựu đạn đột nhiên phát nổ tại khu nhà Âu Dương, ánh lửa lóe lên. Trận chiến chính thức bắt đầu. Tạch tạch tạch, bùm bùm, sen lẫn tiếng súng ngắn là tiếng súng trường, thỉnh thoảng còn có tiếng nổ vang lên, trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Bất kỳ ai nổ súng cũng đều bị lộ vị trí và kết quả cuối cùng cũng đón một loạt đạn đến từ đối thủ. Những người tham gia trận chiến như này đều là cao thủ có dày dặn kinh nghiệm, xem ai phản ứng chuẩn xác hơn, căn chỉnh thời gian tốt hơn, chỉ cần có phản ứng hơi chậm một chút, thì viên đạn của đối phương sẽ vô tình bắn vào cơ thể mình. Đương nhiên, trên chiến trường đạn lạc bay như mưa, dù phản ứng hoàn toàn chính xác cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Chiến tranh tàn khốc như thế đó. Raymond đang mai phục tại sườn núi đã lắp xong súng bắn tỉa, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Bằng, một thành viên của Âu Dương Tất Tùng đã bị một cú headshot. Bằng bằng, lại thêm hai người nữa bị bắn trúng đầu. Thằng khốn, Âu Dương Tất Tùng giận dữ, Will, cảnh cáo tên bắn tỉa của đối thủ. Nhất định phải tiêu diệt được gã. Ok, Will đã ngắm chuẩn từ sớm, lập tức bóp cò. Bằng, Raymond lăn sang một bên, bắt đầu đổi chỗ bắn lén. Will cũng lập tức thay đổi vị trí, tiếp tục dùng kính ngắm tìm kiếm vị trí xung quanh Raymond. Tạch tạch tạch, lâu lâu vẫn có người bắn súng, tiếng súng đạn vang lên. Toàn bộ khu nhà Âu Dương đã biến thành chiến trường đẫm máu, nhiều thành viên khác của nhà họ Âu Dương vô duyên vô cớ bị thương chỉ có thể kinh hoàng trốn ở chỗ ở của mình, nhưng họ cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Bà nội nó, trận này cũng hay đó, thú vị rồi. Đường chảm ẩn nấp bí một ở một chỗ, quan sát trận chiến rồi đưa ra đánh giá. Ngài Diệp, ngài đã tới chưa? Giọng nói của thân đại tráng vang lên qua kênh truyền tin công cộng từ bộ đàm của quân đội. Tôi đã đến rồi, Diệp Vô Phong cũng không nói rõ vị trí của anh, bởi vì bộ đàm của quân đội sẽ báo cho đối phương biết vị trí của anh. "Tôi cũng đã đến." Trên kênh công cộng phát ra giọng nói của Du Kinh Hồng. "A, à, tướng quân Du cũng đến. Thật tốt quá." Thân đại tráng hưng phấn nói, "Chúng tôi luôn theo dõi tình hình trận chiến bằng vệ tinh, thời điểm thích hợp, máy bay trực thăng của chúng tôi sẽ cất cánh ngay lập tức. Lần này chúng ta phải bắt gọn Âu Dương Tất Tùng và Hồ Quý. Tuyệt đối không thể để thoát một ai." Mấy phút sau, hai bên Hồ Quý và Âu Dương Tất Tùng đã thiệt hại không ít, tiểu yêu đột nhiên xuất hiện sau lưng Raymond, Raymond. chương 480, Liêu Đông ăn no. Raymond cảm thấy tâm như cho tàn, gã không dám quay đầu lại, bởi vì gã biết, dù bản thân có quay đầu, cũng chỉ đối diện với cái chết. Dưới tình trạng song phương có kỹ năng tương đương, dù Raymond có quay đầu về sau nổ súng cũng không có tốc độ nhanh bằng người sau lưng trực tiếp bóp cò. Bởi vậy, Raymond chỉ còn lựa chọn giơ hai tay lên. Bộp, tiểu yêu không hề do dự, một phát bắn trúng lưng Raymond, viên đạn lập tức chấn động tới trái tim gã. Mặc dù Raymond mặc áo chống đạn ba lỗ, nhưng một phát này cũng đủ khiến gã choáng váng. Sau đó, tiểu yêu như mèo vần chuột, lao tới phía trước một cách mạnh mẽ, dao găm lóe lên, cắt đứt động mạch cổ của Raymond. Mẹ, súng tốt hơn súng của mình tiểu yêu cầm lấy khẩu súng bắn tỉa của Raymond và bắt đầu nhắm xuống núi. Nhóm người của Hồ Quý đều biết tay bắn tỉa của đội ở trên cao, vì thế bọn họ không hề che giấu vị trí của bản thân. Bằng, bằng bằng, tiểu yêu vừa ra tay, đã giết chết ba người bên phía Hồ Quý. Không hay rồi, ngài Hồ Quý, Raymond có thể xong đời rồi. Chuyện gì xảy ra, đội ngũ Hồ Quý vội vàng ẩn nấp. Âu Dương tất thùng lại thấy khó hiểu, ai đang giúp chúng ta. Bùm, anh ta chưa dứt câu, một người trong đội anh đã bị bắn trúng đầu. Khốn nạn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Âu Dương Tất Tùng nghĩ mãi không ra. Người bắn tỉa trên sườn núi rõ ràng đã giết chết ba người bên hồ quý ngay lúc nãy. Tại sao giờ lại chĩa súng tới bên anh? Will vừa mới thả lỏng được vài giây, anh ta nghĩ rằng tên bắn tỉa ở sườn núi đã chết, nhất định đó là quân tiếp viện phía anh. Nhưng anh đã rất sốc khi thấy đối phương giết hai người cùng phe với mình sững sờ một lúc, Will đột nhiên cảm thấy não chấn động. Đôi mắt anh ta mở trừng trừng, không thể tin nổi, đã bị tiểu yêu bắn vào đầu. Lúc này, đội ngũ của Âu Dương Tất Tùng và Hồ Quý dây dưa với nhau trong khu nhà Âu Dương, cuộc chiến diễn ra ngay trên đường. Chúng tôi đến rồi, giọng nói của thân đại tráng vang lên, trên không trung xuất hiện ba chiếc trực thăng, bay thẳng tới khi nhà Âu Dương. Bằng bằng bằng, trên ba chiếc trực thăng đều được trang bị súng máy, Ba chiếc đồng thời phun ra một loạt đạn vé lửa, bắn thẳng tới khu nhà Âu Dương. Bộp bộp bộp, trong khu nhà Âu Dương, ngay lập tức có ít nhất 6 người tử vong, dù là đội Hồ Quý hay Âu Dương tất thùng đều có thương vong. Đây là cuộc tấn công không chủ đích, không biết ai với ai, trực tiếp tiêu diệt. Khu nhà Âu Dương lập tức rơi vào tình trạng hỗn độn, người ngã ngựa đổ. Đội ngũ hai bên sắp lại một chỗ với nhau, hoàn toàn rối loạn. Ba chiếc trực thăng được vũ trang đầy đủ chia làm ba góc, với hỏa lực cực mạnh bắn loạn xả tới khu dinh thự. Đạn bay ra như liên thanh. Oanh, rầm rầm, một quả bom được thả xuống từ chiếc máy bay trực thăng. Hiện giờ khu nhà càng náo loạn hơn. Tiểu yêu ở giữa sườn núi càng hưng phấn tốt, mục tiêu của mình đây. Bùm, băng băng, tiểu yêu mặc kệ người trong khu nhà thuộc đội ngũ nào, chỉ cần ngoi đầu ra là cậu ta bắn vỡ đầu. Chưa tới một phút, tiểu yêu đã diệt gọn 5 người. Toàn bộ khu nhà ngập trong khói lửa, rất nhiều biệt thự đã bị ném bom phá hủy, xác chết la liệt khắp nơi. Diệp Vô Phong tìm kiếm mục tiêu, tôi chặn đường tiêu diệt kẻ thù đang chạy trốn. Du Kinh Hồng nói với Diệp Vô Phong qua bộ đàm. Được rồi, Diệp Vô Phong đã đến tường rào bên ngoài, thuận tay giết chết một tên, sau đó đi vào bên trong khu nhà rồi chạy vụt đi. Đây không phải là chuyện bình thường, ba chiếc trực thăng vẫn đang bắn phá kịch liệt diệp vô phong dưới làn đạn mà trực thăng bắn ra với thân pháp không ngừng biến ảo tiến lên với tốc độ cực nhanh chạy tới chỗ âu dương lôi âu dương lôi nấp rất kỹ nhưng khi diệp vô phong đến dựa vào cảm giác nhạy bén của mình anh đã tìm ra chỗ nấp của âu dương lôi một cách nhanh chóng loảng xoảng diệp vô phong một cước đá bay cánh cửa trống trộm cực kỳ chắc chắn có thể thấy anh có công lực rất mạnh bằng bằng âu dương lôi theo bản năng bắn về phía cửa nhưng lại phát hiện không có ai ở cửa Vèo, một bóng trắng xuất hiện. A, à, Âu Dương Lôi chỉ cảm thấy vai mình đau nhức, nơi đó cắm một con dao găm. Lên keng, ông ta không cầm chắc khẩu súng, nó rơi xuống mặt đất. Thân ảnh Diệp Vô Phong lóe lên, anh tiến vào căn phòng dưới tầng hầm này. Âu Dương Lôi hét lên một tiếng, giơ tay trái lên đánh Diệp Vô Phong. Bốp, Diệp Vô Phong đá ra một cược, Âu Dương Lôi như bị xe lửa tông, cơ thể bay về phía sau, rầm một tiếng đập lên vách tường sau đó trượt xuống. Thương Tam Lãng phản ứng càng chậm, vừa mới chuẩn bị móc súng ra, thì Diệp Vô Phong đã xuất hiện ngay bên cạnh anh ta, quét chân một cái, hai chân Thương Tam Lãng liền gãy. Gã té ngã xuống dưới đất, Diệp Vô Phong đã đến trước mặt anh ta, Thương Tam Lãng, Âu Dương lôi có một bức tranh, anh chắc biết nó ở đâu chứ. Nhìn thấy vẻ mặt quật cường của Thương Tam Lãng, Diệp Vô Phong duỗi chân dẫm lên hai cái chân gãy của anh ta. Ngao, tôi nói, Tôi nói, thương tam lãng liến nhìn Âu Dương Lôi đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh, chân bảo nhà họ Lôi đều ở bên trong, chìa khóa ở trên người ngài Lôi, hơn nữa, chỗ đó còn cài đặt mở khóa bằng tròng mắt, chỉ có ngài Lôi mới có thể mở ra. Ngay sau đó, theo lời chỉ dẫn của thương tam lãng, Diệp Vô Phong đã tìm thấy bức tranh, mã đáo thành công, anh cẩn thận mở nó ra, Diệp Vô Phong chiếu đèn lên kiểm tra rồi gật đầu, chính là nó. Rồi tiện tay cất bức tranh kia vào trong ngực tao liều mạng với bọn mày âu dương tất tùng chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp và bắt đầu nổ súng vào một chiếc trực thăng nào đó tăng 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 chiếc trực thăng bên cạnh với viên đạn hình con thoi đã bắn chúng âu dương tất tùng thậm chí còn biến anh ta thành cái sàng đội thứ nhất nhảy dù xuống khu nhà đội thứ hai đội thứ ba tiếp tục truy tìm kẻ địch lọt lưới thân đại tráng ra lệnh vâng sau khi nhận được mệnh lệnh đội một thông qua thang dây đến khu nhà anh em có chuyện để làm rồi. Đường chảm cười một tiếng, đánh rắn dập đầu, kiểm lậu nào. Không được nhúc nhích, nộp vũ khí đầu hàng sẽ được tham mạng. Đội một tiến vào khu nhà, bắt đầu chiếm các vị trí quan trọng. Chỉ hơn 10 phút, toàn bộ khu nhà cơ bản đã bình tĩnh trở lại và bước vào công đoạn cuối cùng là thu dọn chiến trường. Thân đại tráng nói vào bộ đàm, đội 2 và đội 3, chú ý phân biệt địch ta, tìm kiếm cá lọt lưới, kiên quyết không thể để sổng một người nào. Vâng. Đội 1, lập danh sách thống kê thương vong cùng tù binh. Nhanh lên. Vâng. Du Kinh Hồng đi tới bên người Du Kinh Hồng, ánh mắt hai người khẽ giao giao nhau qua một thoáng. Du Kinh Hồng biết ngay Diệp Vô Phong đã tìm được bức tranh mà cô cần. Bạch Tinh Đồng xuất hiện trong tầm hầm cất giữ bảo tàng, niêm phong phòng này rồi kiểm kê mọi thứ cho tôi. Du Kinh Hồng cười nói, khi Âu Dương lôi ngã xuống, Liều Đông xem ra được ăn no rồi thân đại tráng gật đầu, tướng quân Du nói đúng. Âu Dương lôi vơ vét tài sản của dân, giàu tới nỗi thành kẻ địch của quốc gia rồi. Ngày hôm sau, các thành viên ban đấu thầu nghe tin Âu Dương lôi đã ngã ngựa, cuối cùng mọi người cũng có thể thở phào nhẹ nhóm, cũng không cần lo lắng người nhà bị hại nữa. Những nhà kinh doanh khắp liêu đông không còn nhiệt tình tham gia đấu thầu sân vận động nữa, ngay cả khi bọn họ có tham gia, thì họ cũng đến để giúp công ty Hoa Cường đấu thầu. Công ty Hoa Cường đấu thầu thành công hạng mục sân thể dục, Lâm Thư Âm sắp làm một công việc lớn ở Liêu Đông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 480.